bộ tông môn sẽ lại xuất hiện một phen tranh đoạt quyền lợi nữa không tránh được sẽ nội loạn một trận trên không trung nhanh chóng bay tới gần tới cửa ra của huyễn giới ô thường ngây ngẩn cả người phát hiện cửa ra của huyễn giới lại đã bị số lượng lớn điệp la sát phong tỏa rồi không biết là tình huống gì đây hắn ta không biết nguyên sắc đi đầu thoát đi trước một bước đã dẫn tới điệp la sát đuổi giết quay đầu nhìn lại từ trên cao nhìn về phía xa cũng có số lượng lớn điệp la sát đang đuổi theo không biết trước cửa có tình huống gì cũng không biết trong đám điệp la sát đuổi phía sau có thánh la sát hay không, sau khi hơi do dự vẫn vọt về phía cửa ra. Không cần phải nói, hành động này lập tức chọc những điệp la sát ở cửa ra xông lên cùng vây công, nhưng mà căn bản không đỡ được thế đột phá vòng vây của Ô Thường. Âm thầm chém giết xong, ngoại trừ lại có một đám điệp la sát tử thương ra thì không sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn đối với Ô Thường. Lắc mình một cái gặp ánh mặt trời, lại thấy đệ tử vạn thú môn, Ô Thường âm thầm thở ra một hơi. Tham kiến thánh tôn, một đám đệ tử vạn thú môn nhanh chóng tiến lên hành lễ ô thường trầm giọng hỏi vì sao ở cửa lại có nhiều điệp la sát đến vậy kỳ vạn đồng đi nhanh tới phía trước trả lời hình như là do nguyên sắc thánh tôn mới ra ngoài ô thường hơi giật mình thoáng cái liền phản ứng lại đoán được chắc là điệp la sát truy sát nguyên sắc rời đi trước một bước hỏi nguyên sắc đâu kỳ vạn đồng đi vội vội vàng vàng bọn ta ngay cả người của nguyên sắc thánh tôn cũng không nhìn rõ nguyên sắc thánh tôn liền đi rồi, không biết đã đi đâu. Ô thường hờ hững hử lạnh một tiếng, trong lòng cảm thấy buồn cười, đại khái đoán được bởi vì dáng vẻ bôi nhếch nên nguyên sắc không có mặt mũi gặp người khác. Chính hắn cũng có thể đoán được, người vào đó người thì chết người bị thương, chắc cũng chỉ có một mình hắn có chút thể diện. Không nói nhiều nữa, hắn cũng không có ý muốn đi, chuẩn bị thủ ở đây nhìn xem mục liên trạch và tuyết bà bà bị hắn ám toán còn có thể còn sống ra ngoài hay không. Nếu như chỉ còn nửa cái mạng thì hắn không ngại lại nhân cơ hội đưa nốt một đoạn đường. Thấy hắn canh dư ở lối ra không nói thêm gì, cả đám đệ tử vạn thú môn đều nơm nớp lo sợ không được tự nhiên. Kỳ vạn đồng rất muốn hỏi bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lại không dám hỏi. Cũng có chỗ cảm thấy buồn bực, Nguyên Sắc vừa ra ngoài liền đi, vị này thủ tại chỗ này để làm chi, khiến cho mọi người đều không được thoải mái. Có một số việc ông ta căn bản không biết, không biết Nguyên Sắc bị ô thường gài bẫy tới thử thực lực của Thánh La Sát không biết mục liên trạch bị ô thường ném cho thánh la sát, không biết tuyết bà bà bị ô thường ám toán, càng không biết trưởng tôn di đã chết ở trong đó rồi. Đương nhiên cũng không biết ô thường chờ ở chỗ này là đang há miệng chờ sung, đang chờ xem có cơ hội đưa tuyết bà bà và mục liên trạch vào chỗ chết hay không. Kỳ thực ô thường đã cho rằng khả năng mục liên trạch ra ngoài được không lớn, dưới tình huống đó bị quấn lấy rất khó có thể thoát thân, trừ phi mục liên trạch thu thập được thánh la sát, bằng không thì không thể tránh nổi một kiếp trong la sát chiều được. Chương 2037, há miệng chờ sung. Hắn không tin Tuyết bà bà còn có thể đi cứu Mục Liên Trạch, chỉ sợ không bỏ đá xuống giếng là may rồi. Không hiểu nổi Ô Thường là có ý gì, Kỳ Vạn Đồng lặng lẽ tới một bên, nói thầm mấy câu với một tên đệ tử. Đệ tử rời đi, một lúc lâu sau lấy tới một cái ghế. Kỳ Vạn Đồng tự mình bê cái ghế tới bên cạnh Ô Thường, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng mời ngồi, Ô Thường liếc mắt qua một trường cách không đánh tới, phương. Cái ghế hóa thành bột mịn. Ô Thường căn bản không quen nằm hay ngồi một cách tùy tiện, đối đãi với cơ thể mình luôn tương đối hà khắc. Hành động này lại dọa cho Kỳ Vạn Đồng sắc mặt đại biến, không biết có phải mình đã làm sai cái gì hay không, nhưng lại không thấy phản ứng dư thừa nào từ Ô Thường, không thể làm gì khác hơn là im lặng đứng một bên. Mà nên tới thì đúng là vẫn tới, một thân ảnh đột nhiên lóe ra từ trong niệm mộng huyễn giới. Một tên đệ tử của Vạn Thú môn còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra người đã bị quay một vòng dừng lại thì phát hiện áo khoác của mình bị người ta kéo mất rồi. Tuyết bà bà tóc tai bù xù xu hạ xuống đất, trên người đã trùm y phục của đệ tử vạn thú môn, chỉ vào ô thường quát trói tai. Ô thường, không nói hai lời, trưởng như sấm sét đánh về phía ô thường. Ô thường đánh ra một trường, trường va chạm với đầu trưởng ầm ầm uy lực giao thủ chấn động đến đất dung núi chuyển khiến đệ tử của vạn thú môn đều là vẻ mặt kinh hãi, lĩnh giáo được thực lực của cửu thánh cường hãn bậc nào gió mạnh nổi lên bốn phía càng khiến đệ tử có tu vi hơi kém của vạn thú môn khó có thể đứng vững ô thường lảo đảo lui về phía sau hai bước luận tu vi pháp lực chân chính thì so ra hắn còn kém xa tuyết bà bà hừ sau một kích tuyết bà bà hư lạnh mối thù này sau ta sẽ tìm ngươi tính sổ sau đó lắc mình một cái rời đi ô thường trầm mặc nhìn theo không làm gì nữa một kích này là để thăm dò đã biết thực lực của tuyết bà bà còn đó có đánh tiếp cũng khó mà đắc thủ chỉ có thể thôi Đệ tử vạn thú môn sợ hết hồn hết vía, không ít người nhìn nhau, không hiểu nổi là có ý gì. Thân ở trên không trung, tuyết bà bà chờ kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng sạc ra một ngụm lam huyết, vội vàng giơ tay gạt vết máu trên môi, quay đầu lại liếc nhìn về phía sau, nhanh chóng bay về phía mặt đất, độn vào sơn lâm, biến mất. Ô thường đang coi chừng cửa ra của điệp mộng huyễn giới bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng tuyết bà bà rời đi, ánh mắt lóe lên. Hắn đột nhiên ý thức được mình có khả năng đã bị lão yêu bà lừa gạt rồi, khả năng đã bỏ lỡ cơ hội tốt chu diệt lão yêu bà. Gương mặt dần dần căng lên, hoài nghi cũng không có tác dụng, người đã chạy, đã mất đi cơ hội thử dò xét, bằng vào bản lĩnh của lão yêu bà, một khi thoát khỏi tầm mắt mà muốn đuổi kịp thì cơ bản không thể nào. Ngoại trừ ánh mắt lạnh lẽo lé ra thì khuôn mặt hắn vẫn thở ơ không nhìn ra điều khác thường gì, chỉ có điều đột nhiên lại vung một tay ra. Bùm, một tên đệ tử vạn thú môn đột nhiên bị trưởng lực đó đánh cho tứ phân ngũ liệt, huyết nhục văng tung tóe. Tất cả đệ tử của Vạn Thú môn đều thất kinh, sau đó lui ra không ít, không có ai dám tới gần Ô Thường nữa. Không ai dám chạy, trong lòng lại tràn tràn đầy cảm giác sợ hãi, người trước mắt là người mà bọn họ không dám phản kháng, hoàn toàn là tâm tính chịu tùy ý làm thịt. Ô Thường đứng ở đó bất động, những người khác cũng không dám lộn xộn nữa, đều giống như cọc gỗ đứng lặng ở đó. Khi màn đêm buông xuống, một thân ảnh dáng từ trên trời xuống. La Thu tới nhìn thấy tình hình ở trước mắt thì không biết có ý gì, nhất là ô thường lại ở nơi này. Sau khi ông ta trở lại Đại La Thánh Địa mới biết tin tức Thánh La sát hiện thân, lập tức chạy tới đầu tiên. Lại thêm một người nữa, kỳ vạn đồng tâm hoảng ý loạn, dẫn đầu bái kiến. Tham kiến Thánh Tôn, ông ta vừa lên tiếng, đệ tử khác của vạn thú môn mới biết lại có thêm một người trong cửu Thánh tới, cùng nhau hành lễ. Tham kiến Thánh Tôn, La Thu hỏi ô thường, ngươi ở đây để làm chi, ô thường nhẹ nhàng trả lời người tới làm gì ta tới làm cái đó tình huống có phần không bình thường la thu nhìn chăm chú về phía kỳ vạn đồng hỏi có chuyện gì xảy ra rồi điều này làm cho kỳ vạn đồng không biết nói thế nào ngay trước mặt ô thường có nhìn thấy tình huống cũng không dám nói ra khỏi miệng sắc mặt la thu hơi trầm xuống ta hỏi người đó người không nghe thấy à kỳ vạn cùng mang vẻ mặt đau khổ chắp tay nói hồi bẩm thánh tôn ta quả thực không biết là có chuyện gì ánh mắt còn liếc về phía ô thường đang đưa lưng về phía mình rõ ràng nháy mắt với la thu đổi lại là lúc bình thường thì sẽ không vô lễ như thế nhưng trước mắt ông ta thật sự là bị ép tới không còn cách nào vừa rồi ô thường còn giết một tên đệ tử của vạn thú môn đến bây giờ còn chưa ai dám nhặt xác cho đệ tử kia la thu đã hiểu không tiếp tục làm khó ông ta nữa lần nữa nhìn chằm chằm ô thường hỏi có chuyện gì ô thường quay đầu lại liếc mắt nhìn ông ta một cái không nói hai lời đột nhiên lắc mình rời đi nếu la thu tới hắn sẽ không ở lại đây chờ mục liên trạch nữa hắn vốn đoán mục liên trạch ngay cả khả năng còn sống đi ra cũng không lớn nhất là lúc này còn chưa thấy mục liên trạch đi ra nếu như thế vị trí này để cho la thu là được rồi hắn tin rằng nếu như la thu thật sự gặp được cơ hội hạ thủ mục liên trạch thì la thu sẽ không bỏ qua giống hắn thôi đứng trong cửu thánh đã nhiều năm như vậy đã quá hiểu tính tình của nhau rồi trên không trung lại có một người mới tới dường như là đi qua người ô thường Người đến rừng ở không chung một chút, quay đầu nhìn ô thường mới rời đi, sau đó nhìn về phía cửa vào điệp cốc rồi lắc mình tới bên người La Thu. Tham kiến thánh tôn, kỳ vạn đồng lại lên bái kiến một câu dẫn tới chúng đệ tử nhao nhau hành lễ, bái kiến. Người tới là Đốc Vô Hư, đi tới bên cạnh La Thu hỏi một câu giống vậy. Có chuyện gì thế, La Thu, ta cũng vừa tới đây, đang hỏi tình huống cụ thể. Đối với câu nói này, Đốc Vô Hư không hề hoài nghi, lúc ông ta ra khỏi thánh cảnh cố ý hỏi thủ vệ của cửa ra cũng đã hỏi được tình hình, nhất định phải biết rõ mấy người khác có đi ra hay không. Thủ vệ báo lên tình huống mà mấy vị thánh tôn rời đi, cho nên ông ta biết La Thu ra khỏi đó không sớm hơn mình bao nhiêu. Quay đầu, La Thu lại hỏi kỳ vạn đồng, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi cũng phải biết tốt xấu, ô thường đi rồi, bây giờ có thể nói chưa? Giọng nói bình thường nhưng lại đính kèm uy lực không cho phép kháng cự. Hồi bẩm thánh tôn, quả thực là ta không biết cụ thể có chuyện gì xảy ra, chỉ là lúc sáng sớm, mấy vị thánh tôn đột nhiên tới đây. Kỳ vạn đồng nói một lượt chuyện xảy ra mà ông ta biết, từ lúc ban đầu tới lúc nguyên sắc đi ra kéo theo la sát chiều, rồi đến lúc ô thường và tuyết bà bà đi ra. Hai người đó động thủ, tuyết bà bà đi rồi ô thường giết một tên đệ tử vạn thú môn, khai báo thành thật từ đầu chí cuối, cuối cùng còn bổ sung. Rồi vừa rồi khi nhị vị thánh tôn giá lâm, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Sau khi nghe xong, La Thu và Đốc Vô Hư nhìn nhau. La Thu phất phất tay, để kỳ vạn đồng lui xuống, việc giữa cửu thánh còn không muốn người bên ngoài biết quá nhiều, truyền đi sẽ làm hư hình tượng của cửu thánh, cũng làm tổn hại hình tượng của mình. Xem ra đã giao thủ với thánh La Sát, nguyên sắc và lão yêu bà chắc chắn đã bị thương. Đốc phô hư khẽ gật đầu, ô thường có thể chờ ở đây, đã nói lên thánh La Sát cũng không quá nguy hiểm. La Thu nhìn về phía cửa vào huyến giới, chỉ sợ cũng không dễ đối phó đâu, Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di chắc gặp phải phiền phức gì, sinh tử khó liệu đây. chương 2038, Kinh Hồn 1 Đốc Phô hư hừ lạnh một tiếng, ô thường canh giữ ở đây chắc hẳn là muốn nghênh đón Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di, chúng ta tới rồi nên hắn mới chạy. Giữa cửu thánh đều rất rõ ràng quan hệ lẫn nhau, thoáng cái đã hiểu rõ mọi chuyện, đại khái biết có chuyện gì phát sinh. La Thu, vào xem, hay làm thế nào giờ? Đốc Phô Hư, năm người thì đã có ba người đi ra, người thấy hai chúng ta mạo muội đi vào có thích hợp không? La Thu liếc mắt, chờ ư, đốc Vô hư, chờ xem thử đã, không ngoài dữ liệu của ô thường, quả nhiên hai người ở lại đây đón tiểu đội chưa xuất hiện. Khoảng hai canh giờ sau lại có người tới, Lam Đạo Lâm chạy tới, đầu tiên đã hỏi có chuyện gì xảy ra, La Thu và đốc Vô hư nói tình huống đại khái một chút, vì vậy Lam Đạo Lâm cũng đứng đó đợi cùng. Sau nửa đêm, Lữ Vô Song cũng tới, trước đó nàng ta vẫn chưa biết chuyện, cho tới khi trở về cửa ra vào của thánh cảnh, gặp đệ tử không thể liên lạc được với nàng ta đang chờ ở cửa ra vào mới biết là có chuyện gì xảy ra, mới biết thánh là sát hiện thân, mấy thánh khác cơ bản đều đã tới hết rồi, lúc này nàng ta mới vòng vèo chạy tới. Trước đó bốn thánh chưa vào điệp mộng huyến giới lúc này toàn bộ đã tới đông đủ, cùng nhau chờ ở cửa, chuẩn bị xem tình huống rồi quyết định có nên đi vào hay không, nhưng chờ mãi vẫn không thấy mục liên trạch và trường tôn di đi ra. Sắc trời dần sáng, trong một cái động, Vài đệ tử của Vạn Thú môn chui ra, trốn vài ngày rốt cục lại gặp mặt Tây Hải Đường. "Đi thôi." Tây Hải Đường nói một câu. Tên đệ tử nhìn hai tên ăn mặc quần áo đệ tử của Vạn Thú môn đi phía sau Tây Hải Đường, cũng không biết là ai, Vạn Thú môn chắc chắn là không có hai người này. Chỉ có điều đệ tử có thể đi cùng Tây Hải Đường làm chuyện bí mật đều là đệ tử biết được những bí mật, biết được thứ không nên biết, nên không nên hỏi nhiều. Một đám người bò ra khỏi hang sâu lại nhanh chóng cúi người quay lại trong hang cả kinh trốn tránh, Tây Hải đường hỏi mấy tên đệ tử. Có chuyện gì thế, vừa mới thấy được ở gần cửa ra có không ít điệp la sát, nào còn bóng dáng của thủ vệ nữa. Bọn họ nhìn thấy vẫn là số lượng ít, trước đó mới nhiều, trải qua một thời gian đã tản đi không ít rồi. Một tên đệ tử trả lời, không biết, chúng ta vẫn tuân theo pháp chỉ của trưởng môn, phong bế ở trong hang động, không biết tình hình bên ngoài thế nào. Tây Hải đường đột nhiên quay đầu, bởi vì nghiêu hữu đạo đã dịch dung vừa chọc vào sau lưng gã một cái cho gã một ánh mắt sau đó hai người tránh chúng đệ tử tới một đầu khác của cái động vân cơ cũng vội vàng đi theo liếc nhìn đệ tử vạn thú môn ở phía xa nghiêu hữu đạo nói với tây hải đường không cần hỏi nhất định là kinh động khi giao thủ với thánh la sát tây hải đường ta cũng đoán vậy bây giờ vấn đề là làm sao đi ra ngoài nghiêu hữu đạo cứ đánh thẳng ra bằng vào thực lực của chúng ta, chút điệp la sát đó hẳn là không chống nổi chúng ta. Tây Hải Đường, những đệ tử này của ta thì làm sao giờ? Nếu động thủ bị bọn họ nhìn thấy thì sẽ bị bại lộ tu vi thực lực thật mất. Ngưu Hữu Đạo, trước tiên để bọn họ tránh vào hang động đi, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói, ta phải nhanh chóng biết rõ tình huống như thế nào. Tây Hải Đường yên lặng gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy, cũng không thể diệt khẩu toàn bộ những tâm phúc này được. Quay đầu làm theo, bí mật dặn dò những đệ tử kia một lúc những đệ tử đó sau lại lần nữa tránh vào sâu trong động, che cửa động lại. Tây Hải đường kiểm tra bên ngoài cửa động đã bị phong bế một lượt, rồi lại quay lại cạnh Nhiêu Hữu Đạo và Vân Cơ, hô. Đi thôi, ba người lặng lẽ chuồn ra khỏi hang, đang muốn nhân dịp điệp la sát chưa chuẩn bị mà nhanh chóng đánh về hướng cửa ra thì Nhiêu Hữu Đạo đột nhiên đưa tay ra cản lại. Chờ đã, Tây Hải đường và Vân Cơ cùng quay đầu lại nhìn về phía hắn, nghi hoặc Vân Cơ hỏi. Làm sao thế, Nhiêu Hữu Đạo lại quay đầu lại hỏi Tây Hải đường cửa ra bị điệp la sát chiếm đệ tử vạn thú môn đều lui ra ngoài rồi sẽ không phải là có số lượng nhiều đệ tử vạn thú môn thủ ở bên ngoài đấy chứ tây hải đường hơi trầm ngâm rồi vuốt cằm nói điều đó là chắc chắn rồi xảy ra biến cố lớn như vậy bản phái nhất định sẽ triệu tập nhiều đệ tử thủ ở bên ngoài phòng bị ứng biến như hữu đạo ý vị thâm trường nói nói cách khác trước đó người có thể tùy tiện dẫn bọn ta ra vào nhưng lần này ra ngoài chắc chắn sẽ bại lộ trước mặt đông người như thế Tây Hải Đường và Vân Cơ đều đã hiểu ý của hắn, hai người dịch dung đi ra ngoài, dưới ánh mắt của nhiều người như vậy sẽ dễ dàng bị người khác hoài nghi, nhất là dưới tình huống kinh động tới cửu thánh, bên phiêu miểu các chắc chắn cũng được điều động. Sau khi hơi suy tư, Tây Hải Đường nói, người suy tính thật chu đáo, như vậy đi, ta đi ra ngoài trước nghĩ biện pháp đẩy người đi trước đã. Nhiều hữu đạo nhìn về phía điệp la sát đang chiếm cứ lối ra. Nhiều điệp la sát như vậy, cũng không thiếu huyết la sát, một mình ngươi dễ dàng đánh ra được thích hợp hay sao tây hải đường ngươi có dự định khác sao nghiêu hữu đạo vẫn nên cùng nhau ra ngoài thì hơn chỉ có điều phải chật vật chút giơ tay lên lột mặt giả trên mặt xuống nói với vân cơ một câu ý bảo cũng bỏ đi như thế này rồi bôi chút máu của điệp la sát lên mặt sẽ khiến người ta trong chốc lát không thể nhận ra được rồi nói với tây hải đường sau khi rời khỏi đây Đưa dịp đệ tử của của vạn thú môn còn chưa nhận ra hai chúng ta thì ngươi hãy mượn cớ giả bộ phân phó hai người bọn ta đi làm việc, hai bọn ta nhân cơ hội đó thoát thân khỏi đám đệ tử của vạn thú môn, sẽ không có ai ngăn cản nữa. Tây Hải Đường suy nghĩ một chút, đồng ý, biện pháp này rất tốt, được, cứ làm như vậy đi. Vân cơ cũng lột ngụy trang trên mặt xuống, ba người nói xong liền làm, sau khi thương lượng tỉ mỉ một chút, chuẩn bị xong xuôi liền cùng nhau lao ra, hành động này lập tức dẫn tới điệp la sát chen chúc tới vây công. Tây Hải Đường và Vân Cơ hộ tống như Hữu Đạo ở giữa, hai người không thể hiện thực lực tu vi nguyên anh kỳ ra, phòng bị bốn phía còn có người đang ẩn thân chưa xuất hiện, phòng bị phát hiện ra đầu mối, dường như chật vật một mạch liều chết. Sau một trận chém giết kịch liệt, rốt cục ba người chạy ra khỏi huyễn giới, dáng vẻ đã chật vật không chịu nổi, tóc tai bù xù, trên mặt là máu, quần áo nát bấy. Tây Hải Đường thì còn tốt một chút, trên mặt không nhuốm nhiều máu lắm, Nưu Hữu Đạo và Vân Cơ thì diện mạo khó phân biệt. Nhìn thấy có người lao ra, đệ tử vạn thú môn canh giữ ở điệp cốc đều dối lên, có người hô. Là trưởng môn, trưởng môn ra rồi. Cố kỳ có người không bình thường ở đây nên không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đốc phô hư, là thu, làm đạo lâm, lữ vô song đều quay đầu lại nhìn, nhìn chằm chằm ba người mới vừa lao ra. Bọn họ đã đợi tới không kiên nhẫn rồi, đang chuẩn bị vào xem thử, ai ngờ lại đột nhiên có người xuất hiện. Mà ba người lao ra là dáng vẻ chật vật không chịu nổi, thở hồng hộc, chợt thấy có bốn vị này ở đây thì tây hải đường có phần bối rối tâm can run cả lên như hữu đạo cũng trợn tròn mắt có thể nói là tê cả ra đầu tình huống gì đây lấy thân phận địa vị của bốn vị này sao lại thủ ở cửa chứ không thể vừa hay đến đây được xui xẻo như vậy sao lúc này hắn hối hận phát điên rồi sớm biết tình huống này thì thật không bằng để tây hải đường ra ngoài trước chỉ có điều tình huống này tây hải đường sợ là cũng không tiện đẩy người đi Vốn dĩ cho rằng có trưởng môn Tây Hải Đường của Vạn Thú môn ở đây thì việc đi ra ngoài là chuyện rất đơn giản, không ngờ lại nhận thêm phiền phức ngập trời. Chương 2039, kinh hồn 2. Ngoại trừ bọn họ biết trưởng Tôn Di đã chết ra thì căn bản không biết rõ tình huống tranh đấu, cũng không biết những người khác đang có tình huống gì, đương nhiên cũng không nghĩ tới việc Ô Thường ở bên ngoài há miệng chờ sung, kết quả mới làm ra chuyện này. Mấy người Đốc phô Hư cũng không biết bên trong có tình hình thế nào, Ô Thường đã chạy mất không hề khai báo cái gì khiến cho bọn họ không dám dễ dàng vào đó mạo hiểm. Kết quả, Nghiêu Hữu Đạo căn bản không ngờ bốn người đốc vô hư lại ở đây chờ Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di. Chuyện có đôi khi thường thường chính là như vậy, thường sẽ vượt xa ngoài dữ liệu của mình. Nhưng Vân Cơ lại là người bình tĩnh nhất, bởi vì nàng không biết bốn người đốc vô hư. Phát sinh chuyện ngoài ý muốn phải đối mặt, Nghiêu Hữu Đạo nhanh chóng quan sát tình huống xung quanh, không thấy đám ô thường ở quanh đây. Mấy người ô thường vì sao không ở đây? lẽ nào đã chết hết ở trong đó rồi sao? Nếu bọn ô thường còn chưa đi ra, bốn vị này còn chưa biết tình huống bên trong nhất định là muốn đi vào kiểm tra, đây không phải là mục đích mà bốn người tới đây đợi sao? Không thể cứ đợi ở cửa được, nếu đám ô thường đã ra ngoài, nếu còn thủ ở cửa tức là. Trong đầu phân tích tình thế với tốc độ ánh sáng một lượt, nhìn thấy đám đốc vô hư không có phản ứng gì lớn, như hữu đạo liếc vân cơ một cái, thấy nàng cũng coi như bình tĩnh, sẽ không làm cho đám đốc vô hư nhìn ra đầu mối, trong lòng hơi an ổn, thuận thế ghé vào bên người Tây Hải Đường giả bộ giơ tay lên lau vết máu trên miệng, môi hơi di chuyển, trong miệng thấp giọng nói nhanh: "Đừng nên hốt hoảng, nếu có bị hỏi thì nói không biết gì cả, nói vừa mới phát hiện bên trong có người tranh đấu với Thánh La Sát, không xác nhận được là ai, để cho bọn họ ngoài nghi là một trong số năm người trước đó vào là được." Sở dĩ khai báo như vậy là bởi vì hiện tại hắn cũng không biết rõ ngũ thánh trước đó đi vào đã có ai ra chưa, ít nhất, trưởng tôn di sẽ không ra được. Đứng gần Nghe được lời nói đó thì Vân Cơ cảm thấy ngoài ý muốn, không biết tại sao lại vậy. Tây Hải Đường nghe rõ lời của hắn nhưng lại không hiểu là có ý gì. Ánh mắt quan sát sơ qua rồi la thu lên tiếng, "Tây Hải Đường, bên trong đã xảy ra chuyện gì?" Tây Hải Đường ổn định lại nội tâm hoang mang, dường như rất bất ngờ với sự xuất hiện của mấy người đó, bước nhanh về phía trước, chắp tay hành lễ, nói, "Trưởng môn Vạn Thú môn Tây Hải Đường tham kiến Thánh tôn." Nghe được lời xưng hô, Vân Cơ mới kịp phản ứng với tình huống hiện tại nhất thời trong lòng cũng cảm thấy luống cuống, không ngừng kinh hồn. Làm theo, Ngưu Hữu Đạo hơi nhắc nhẹ một tiếng, bước nhanh theo Tây Hải Đường chắp tay hành lễ. Tham kiến Thánh Tôn, Vân Cơ cũng cuống quyết đi qua, chắp tay bái kiến. Tham kiến Thánh Tôn, bốn thánh làm như không thấy hai người, La Thu chắp tay nói. Tây Hải Đường, bên trong là tình huống gì? Trong lòng Tây Hải Đường thực sự hoang mang lo sợ, mặc dù không biết lời nói của Ngưu Hữu Đạo có ý gì nhưng nói như thế nào thì dưới tình huống này Ngưu Hữu Đạo sẽ không đùa với tính mạng mình, lúc này mới kiên trì chắc tay nói. Hồi bẩm thánh tôn, không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy số lượng lớn điệp la sát xuất hiện, mới rồi còn phát hiện bên trong điệp mộng Nguyễn giới, trên bầu trời không biết là có ai đang chém giết với thánh la sát. Có người đang giao thủ cùng thánh la sát ở bên trong sao. Thân sắc của đám la thu chấn động, liếc nhìn nhau. Không nói hai lời, thân hình của bốn người vèo vèo lóe lên, đều lắc mình lần lượt lách vào trong điệp mộng huyễn giới. Bốn người vừa vào huyễn giới lập tức bị điệp la sát vây công thành đoàn, lúc này ra đòn cũng nghiêm trọng hơn, cũng bất thời gian nhanh chóng kiểm tra bốn phía. Mà ở bên ngoài, bốn thánh đột nhiên rời đi khiến Tây Hải đường kinh ngạc, tiện đà phản ứng lại, đại khái hiểu được dụng ý của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo đã thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng gì mà dành thời gian lần nữa giơ tay lên lau vết máu bên ngoài miệng, thấp giọng nhắc nhở nhanh để hai người bọn ta rời đi nhân cơ hội này rời đi bằng không nếu bốn thánh đi vào không phát hiện ra cái gì thì sẽ phiền toái tây hải đường giả bộ xoay người nhìn về phía cửa vào huyễn giới môi bất động nhẹ thấp giọng nói ta nên làm gì bây giờ nghiêu hữu đạo bây giờ ngươi không thể đi được lập tức dẫn người vào hộ giá nếu phát hiện ra manh mối nào không đúng thì lập tức trốn vào trong huyễn giới để lại ký hiệu ở chỗ lúc trước thay quần áo sau ta sẽ nghĩ cách vào đó tìm ngươi đây là đang suy nghĩ vì Tây Hải Đường, cũng là muốn khiến mọi người ra vào làm ẩm ý một tận, làm cho bốn thánh bỏ qua sự xuất hiện vừa rồi của hắn và vân cơ. Đây là đang để Tây Hải Đường mạo hiểm, nhưng một người mạo hiểm dù sao cũng đỡ hơn cả ba người cùng mạo hiểm. Lúc này kỳ vạn đồng đã đi tới, trưởng môn, rốt cuộc ngươi đã xuất hiện rồi, Tây Hải Đường không thể tiếp tục trao đổi nữa, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo liên tục nháy mắt thì xoay người, chắp tay nói với kỳ vạn đồng, nói. Kỳ lão, kỳ vạn đồng, Tại sao bây giờ mới ra ngoài? Việc này để nói sau. Tây Hải Đường trả lời một câu, sau đó quay đầu nói với hai người ở phía sau. Hai người các ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị đi. Vâng, Ngưu Hiếu Đạo và Vân Cơ chắp tay lĩnh mệnh, sau đó cùng nhau bay vút đi, quang minh chính đại bay đi khỏi mí mắt của mọi người vạn thú môn. Tây Hải Đường quét mắt nhìn theo, trong lòng âm thầm chửi bới, các ngươi lại chạy đi, trời có sập cũng không sợ, còn lại mình lão tử ở đây chờ đợi lo lắng ứng phó. Trong đám đệ tử vạn thú môn ở xung quanh có thể nói chuyện lúc này cũng vây quanh bái kiến. Tây Hải Đường vung tay lên, không cần đa lễ, trong này có rất nhiều điệp la sát, chúng đệ tử lập tức đi vào, hộ giá cho bốn vị thánh tôn. Gã biết rõ pháp chỉ này nhất định sẽ mang đến thương vong nhất định cho đệ tử trong môn, nhưng bây giờ không quản được nhiều nữa. Kỳ vạn đồng cao mày nói, trưởng môn, rất nhiều điệp la sát, sẽ làm đệ tử tổn hao nhiều đó. Ý là muốn Tây Hải Đường suy nghĩ thêm một chút. Tây Hải Đường không đến nỗi ngay cả chút năng lực ứng biến đó cũng không có, lập tức góp miệng dì tai ông ta. Bốn thánh tiến vào rồi, chúng ta tốt xấu gì cũng nên làm dáng một chút. Kỳ vạn đồng bừng tỉnh, liên tục gật đầu. Hiện trường lập tức có mấy trăm tên đệ tử vạn thú môn đều tiến lên, sau khi Tây Hải Đường vung cánh tay lên một cái đều đi theo Tây Hải Đường giết vào, trưởng môn cầm đầu, sung phong lên trước. Nơi sơn lâm cùng cốc, như hiểu đạo và vân cơ lắc mình trốn vào khê cốc, nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Vân cơ, vừa rồi là bốn người đốc vô hư, La là Thu, làm Đạo Lâm và Lữ Vô song sao. Bởi vì lúc trước đã gặp năm người ô thường rồi, Nghiêu Hữu Đạo gật đầu, là bọn hắn, vân cơ vỗ ngực một cái, vẫn sợ hãi không thôi, may mà người trước mắt này phản ứng nhanh, không để bốn thánh lưu ý tới và tra hỏi bọn họ, lại trực tiếp một gậy đánh bốn thánh vào trong điệp mộng huyến giới, nhanh chóng kiếm được một cơ hội thoát thân. Bằng không chỉ cần bốn thánh hơi giữ chút cảnh giác, hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi, cũng may mắn trước đó nghiêu hữu đạo đã cẩn thận làm nhiều công tác chuẩn bị bằng không hai người mang cả mặt giả ra xuất hiện trước mặt bốn thánh nào trốn được sự phát hiện của pháp nhãn bốn thánh chỉ sợ đến lúc đó muốn không tháo mặt giả xuống cũng khó nghiêu hữu đạo đã đi vào trong suối nhanh chóng thì pháp tạt nước tẩy trừ sau khi quay lại nhìn thấy vân cơ vẫn còn dáng vẻ sợ hãi thì lớn tiếng nói đừng có nghĩ về chuyện mới rồi nox nắm chắc một chút mau chóng biết rõ tình huống của mấy tên kia đã bằng không sẽ phiền phức lớn đấy Vân cơ khó hiểu, không phải đã xong rồi sao? Nghiêu hữu đạo ngẩng đầu, xong rồi ư, xong được cái gì, không làm cho tốt sẽ để lại kẽ hở cực lớn. chương 2040, cửu thánh biến thành bảy thánh. Vân cơ bị hắn nói cho hết hồn, ngươi đừng làm ta sợ. Nghiêu hữu đạo tạt mấy vốc nước lên mặt, than thở. Hiện tại chúng ta căn bản không biết ngũ thánh đi vào đã có mấy người ra ngoài, nếu chỉ có mình trưởng tôn di chưa ra thì bốn người đốc vô hư chính là đang đợi trưởng tôn di trong chốc lát vân cơ không phản ứng kịp chuyện này thì có vấn đề gì như hữu đạo đứng thẳng nước trên mặt tí tách rơi rất muốn hỏi xem trong đầu nữ nhân này chứa những gì giải thích nếu vào năm hiện có bốn ra ngoài tức là chỉ có một mình trưởng tôn di chết ở trong đó nói cách khác tây hải đường lừa mấy bọn họ đi vào không khác nào là chỉ trưởng tôn di đang tranh đấu với thánh la sát nhưng bốn người ô thường đã chính mắt nhìn thấy trưởng tôn di chết ở đâu ra người tranh đấu với thánh la sát nữa tại sao Tây Hải Đường lại phải nói dối? Vân cơ chợt phản ứng lại, kinh hãi. Như Hữu đạo tiếp tục nói, nếu thật sự đã có bốn thánh xuất hiện, vậy chuyện này chỉ có thể lừa gạt đốc vô hư trong chốc lát. Hiện tại ta chỉ có thể phán đoán một chuyện, trong mấy người ô thường chắc chắn có người xuất hiện rồi, có bao nhiêu người xuất hiện thì không biết, cũng không biết đã nói tình huống cho bốn người đốc vô hư hay không. Nếu đã báo rồi, lời nói dối của Tây Hải Đường sở dĩ có thể lừa được họ vào cũng là vì bọn họ cho rằng bị người đi ra trước lừa gạt vào trong, muốn vào xác nhận một chút. Dứt lời thì thở ngắn than dài, tình huống trước mắt hắn không có cách nào khác. Tình huống lúc đó quá nguy hiểm, một khi bị bại lộ, ngay dưới mí mắt của bốn thánh, có muốn chạy cũng không thoát. Một khi bị bại lộ, khả năng ngay cả một đường lui cũng không có. Sự mạo hiểm này là không thể chịu đựng, không có bất kỳ lực chịu đựng nào, có chút sơ suất sẽ không còn đường sống nữa, không thể ôm bất luận vận may nào. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể thoát hiểm trước, chỉ có thể vãn hồi lại chỗ hồng trong kế hoạch rồi sau sẽ bàn bạc kỹ hơn. Vân cơ hiểu, kinh hãi không thôi, nhanh chóng cất bước tới rửa mặt, không dám chậm chế nữa. Hai người sau khi tự rửa sạch mình thì lấy y phục giấu ở gần đó thay, sau đó thu dọn đồ đạc rồi vội vã rời đi. Trong điệp mộng huyến giới, Tây Hải Đường đang dẫn đệ tử vạn thú môn chém giết cùng điệp la sát. Ở trên không trung có mấy thân ảnh quay lại, trong đó có một thân ảnh đánh bay một đám điệp la sát la thu hạ xuống tay áo vẫy vẫy dọn sạch vướng víu cho tây hải đường trầm giọng quát lên tây hải đường tranh đấu với thánh la sát ở đâu bốn thánh bọn họ đánh sâu vào chung quanh khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy cuộc tranh đấu nào tây hải đường nhìn quanh một cái chỉ một hướng khoảng chừng trăm dặm ở hướng kia cũng là phương hướng trước đó bản phái đã nhiều lần phát hiện ra thánh la sát bốn người la thu nhìn về hướng mà ngón tay gã chỉ tây hải đường lại nói thánh tôn điệp la sát nhiều lắm đệ tử bản phái thật sự là không thể chịu đựng được nữa rồi không thể hộ giá tiếp cho thánh tôn được nữa khẩn xin cho phép rút lui cốt la Thu quát lên có quỷ mới muốn đám này hộ tống che chở gì sau đó lại cùng đám đốc vô hư đi về hướng đó rút lui tây hải đường hô to dẫn theo một đám đệ tử vội vã rút lui khỏi điệp mộng nguyễn giới bên ngoài cửa ra sau khi kiểm kê sơ qua phát hiện mới rồi đệ tử đi vào đã tử thương hơn nửa trầm mặt không nói gì tây hải đường ngẩng đầu nhìn trời trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng may mà thừa cơ hội này đã thuận tiện dẫn đệ tử đang ẩn trong hang động trước đó ra ngoài cũng có tử thương rất nhiều chuyện không có cách nào để thuận buồm xuôi gió phải đối mặt thôi nói dễ nghe một chút là hy sinh sau khi ổn định tâm tình tây hải đường đi tới bên người kỳ vạn đồng chắp tay thỉnh giáo kỳ lão mới rồi có chuyện gì với mấy vị thánh tôn vậy ai ngày hôm qua từ sáng sớm đã có năm vị tới rồi kỳ vạn đồng liên tục kể lại đầu đuôi sự tình kể chi tiết cặn kẽ. Trong lúc đó Tây Hải Đường có chen vào hỏi, làm rõ trọng điểm tình huống sau khi đám ô thường ra ngoài. Bốn người La Thu cũng không ở lại quá lâu trong điệp mộng huyến giới, trước sau cũng chỉ khoảng hơn một giờ, rồi lần lượt lắc mình xuất hiện, vẻ mặt đều có phần nghiêm trọng. Bọn họ muốn tra tìm khắp nơi trong huyến giới một lượt, nhưng tình huống nội bộ không cho phép, bên trong huyến giới, tình trạng của điệp La Sát không giống với trước đây bọn họ từng gặp, giống như đã điên rồi, khắp nơi trên không trung đều có thể thấy được bóng dáng chúng đi tuần tra, bằng vào tu vi của bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục hao tổn ở đây nữa. Cụ thể có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào sợ rằng chỉ có đám ô thường cùng đi vào mới biết rõ ràng. Đợi lâu như vậy cũng không thấy mục liên trạch và trường tôn di đi ra, bên trong lại có tình trạng như vậy, bốn người đã ý thức được hai vị kia sợ là rất khó đi ra ngoài được nữa. Bằng không bằng vào tu vi của hai người không đến mức lâu vậy mà không ra được bên ngoài. Tự mình đi một chuyến, bốn người không còn hứng thú ở lại nữa, chuẩn bị cùng nhau tới tìm ba tên kia hỏi tình huống cụ thể. Chỉ có điều vẫn có tính toán ngăn ngừa vạn nhất, trước khi đi, là thu phân phó Tây Hải Đường. Vạn thú môn trông coi ở cửa vào, một khi phát hiện mục liên trạch và trưởng tôn di xuất hiện thì lập tức báo cáo. Vâng, Tây Hải Đường chắp tay lĩnh mệnh, buổi tối hôm đó, cách cửa vào huyến giới không xa, trong núi, Tây Hải Đường lần nữa chạm mặt với Nhiêu hữu Đạo, báo cáo tình huống nắm được sau khi Nghiêu Hữu Đạo hỏi cặn kẽ thì thở phào nhẹ nhõm. May mắn, được biết chỉ có ba người đi ra, sau khi Nguyên Sắc và Tuyết Bà bà rời đi, Ô Thường còn ở lại cửa ra huyễn giới một thời gian, vậy chứng tỏ đám Ô Thường chưa chính mắt thấy được Mục Liên Trạch bỏ mình, nói cách khác, Tây Hải Đường lừa đám La Thu Tiến vào huyễn giới không có vấn đề gì, không có chỗ nào sơ hở. Tây Hải Đường hít một ngụm khí, nói, nhìn tình huống này, Mục Liên Trạch sợ rằng đã có kết quả giống với trưởng Tôn Di rồi. Nghiêu Hữu Đạo gật đầu, sợ là như thế rồi bằng không với tu vi của mục liên trạch không thể đến bây giờ còn chưa ra ngoài được điều duy nhất ngoài ý muốn là hắn bị trọng thương đang núp ở một nơi nào đó dưỡng thương nhưng khả năng này không lớn nếu thật sự bị thương nặng đến tình trạng không thể ra ngoài được thì cũng có nghĩa là hắn rất khó chạy trốn dưới đại quy mô điệp la sát truy sát như vậy đương nhiên cũng không bài trừ khả năng hắn lo mấy người khác sẽ ám toán hắn nên mới muốn tránh ở bên trong chữa lành thương thế rồi lại tính nhưng khả năng này hoàn toàn không lớn hắn hẳn là biết rõ nếu hắn không kịp ra ngoài ít nhất là để chứng minh mình còn sống bằng không mấy người khác sợ rằng sẽ hạ thủ với thế lực của hắn ha ha chuyện này cũng thật là thú vị đổi được một cơ hội khống chế sự sống chết của những người khác tây hải đường ý của ngươi là bảy thánh khác sẽ hạ thủ với thế lực của trường tôn di và mục liên trạch sao nghiêu hữu đạo nếu không nhanh chóng động thủ chẳng nhẽ còn phải chờ tới khi tin tức mục liên trạch và trường tôn di đã bỏ mình bị tiết lộ đến khi thế lực hai nhà này chạy toán loạn rồi mới bắt tay vào làm sao chờ đấy mà xem cái khác thì khó nói mấy nhà đó nhất định sẽ liên thủ phát động bao vây tiếu trừ đột ngột với hai thánh địa đó chắc là không tới vài ngày sẽ làm kinh sợ toàn thiên hạ tây hải đường từ từ nói nói có lý bỗng trần trừ nói nếu như thế không phải ngươi có con đường liên lạc với nội bộ thánh cảnh sao sao không mật báo để người của hai thánh địa này chạy trước cũng tạo ra thêm phiền phức cho mấy vị kia chút nghiêu hữu đạo liếc mắt hiện nay biết rõ tình hình nhất chỉ có vạn thú môn ngươi người không sợ gây phiền toái cho vạn thú môn hay sao? Để vạn thú môn dùng con đường bình thường báo cáo tin tức của Thánh La Sát lên và mang tới nguy hiểm lớn như vậy cho Thánh La Sát, người nên biết là vì sao? chương 2041, phong vân liên tục ập tới một Tây Hải đường hơi trầm ngâm, vốn muốn nói nội bộ chắc chắn có người của phiêu miểu cắt nhưng ngẫm lại thì không quá ổn thỏa. Nghiêu hữu đạo lại buông tiếng thở dài, hãy để cho họ tự tiêu diệt lẫn nhau đi. Những người đó vẫn luôn ngồi trên cao chỉ tay năm ngón, không có cùng con đường với chúng ta, chúng ta cũng nắm không rõ lai lịch của bọn họ, rất khó liều lĩnh hợp tác. Cục diện trước mắt mà muốn trông cậy vào những người đó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhiều thêm bọn họ cũng thế, thiếu bọn họ cũng chẳng ít đi, đừng nên gây thêm rắc rối gì thì tốt hơn. Cho dù cuối cùng có cá lọt lưới hay không, sau khi ta trở về sẽ lập tức liên hệ với bọn Yến Trục Thiên, bảo nhóm họ không được có bất kỳ liên lạc nào với cá lọt lưới, nếu có người chủ động muốn tiếp xúc gặp mặt thì phải lập tức báo cáo lên Phiêu Miểu Các, phòng ngừa bị mắc bẫy tự rước lấy tai họa thì không dễ giải quyết đâu. Tây Hải trưởng môn, đã đi tới bước này, vạn sự cần phải cẩn thận, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục đó. Vậy thì làm như vậy đi, Tây Hải đường gật đầu, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Cửu thánh còn lại bảy người, như hữu đạo, nguyên sắc và tuyết bà bà cũng bị thương, với kết quả này thì bên thánh la sát sẽ tạm thời không có phiền toái gì. Tự mình tham gia vào mưu đồ, cũng tự mình chứng kiến một biến đổi lớn khó có thể tưởng được, đối với thể xác và tinh thần ba người đều có sự xúc động không nhỏ, lại như chút được gánh nặng. Chí ít đối với nghiêu hữu đạo thì đối với thực lực cá nhân của cửu thánh đã có nhận thức khách quan hơn, chuyện này sẽ có ảnh hưởng lớn với kế hoạch hắn vốn đã định ra cho sau này. Không ngoài dự đoán của nghiêu hữu đạo, vài ngày sau khi hắn trở lại Nam Châu đã nhận được tin tức mang tính chấn động do phiêu miểu các ban bố thiên hạ. Thiên mục thánh địa và vô minh thánh địa có ý đồ đổ thay đổi quy tắc thiên hạ, thiên hạ bất sung, đã bị thánh cảnh tiêu diệt, Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di đều đã phải đền tội. Tin tức vừa xuất hiện, thiên hạ đã chấn động, cửu thánh trở thành bảy thánh, làm sao có thể không chấn động được. Trước đó Nghiêu Hữu Đạo vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì, bởi vì trước khi nội bộ thánh cảnh động thủ, vì phòng bị có người thoát khỏi thánh cảnh nên đã triệt để phong tỏa cửa ra vào thánh cảnh, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, dẫn tới việc hắn và Sa Như Lai đều không thể liên lạc bình thường được. Nằm trên ghế bên cạnh án kiện, Ngưu hữu đạo tiện tay đặt lại thư trên bàn, lạnh nhạt nói. Đưa tin cho giả vô quần, báo cho hắn biết, mục liên trạch và trưởng tôn di không phải chết trong tay bảy thánh mà là bị mất mạng trong nghiệp mộng nguyễn giới. Trong tay thánh la sát, còn nguyên sắc và tuyết bà bà cũng đã trọng thương chạy mất, suýt nữa bỏ mạng. Bảo bên giả vô quần sau khi xem thì truyền tin tức cho bên thiệu bình ba để bọn họ biết bảy thánh chỉ là thuận tiện vớ bở mà thôi. Vân cơ không nhịn được mà giơ tay lên nhéo nhéo chán, Nàng thực sự không muốn làm mình có vẻ quá vọng về nhưng hiện tại thật sự không rõ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Chuyện này có cần phải để cho bọn họ biết không? Nghiêu Hữu Đạo, chỉ là muốn để cho bọn họ biết cửu thánh cũng không phải không thể chiến thắng, cũng nên để cho bọn họ thấy được chút thành tích. Bảy thánh trợ uy cho mình, chúng ta cũng không thể để tùy người khác hưởng lợi được, đây là chuyện liên quan tới sĩ khí và lòng tin, cũng làm kinh sợ. Nhân tâm sẽ quyết định tới sự thành bại, mặt khác, bên Yến Trục Thiên Văn Hoa và Cung Lâm sách cũng truyền thư y như thế cho họ. Vân Cơ gật đầu, đã hiểu. Đang lúc này, Quản Phương Nhi đi tới báo rằng, đạo gia, vương gia muốn gặp ngài một lần. Nghiêu Hữu đạo đứng dậy, phát sinh chuyện lớn như vậy, trong lòng bọn họ không nắm chắc nên muốn gặp mặt đây. Dẫn hai người ra khỏi mật thất, biệt viện Mao Lư, ở bên ngoài vương phủ, chỉ cách vương phủ một cái hành lang mà thôi, hai nơi đều có mật đạo đi thông nhau. Song Phương gặp nhau ở một mật thất khác trong lòng đất. Đạo gia, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, Thương Triều Tông, Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình đều chắp tay hành lễ. Ngưu Hữu Đạo khoát tay áo ý bảo không cần đa lễ, giơ tay lên ý bảo mời ngồi, đợi sau khi đều ngồi xuống thì hỏi. Không biết Phương gia triệu kiến vì chuyện gì, vẻ mặt của Thương Triều Tông nghiêm trọng, việc nhị thánh đền tội, hẳn là đạo gia cũng đã nghe nói rồi. Ngưu Hữu Đạo, có nghe thấy rồi, chỉ có điều không giống với nội dung mà bảy thánh công khai đâu, bọn họ đang tự rát vàng lên mặt mình, nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di chính là chết dưới tay của Thánh La Sát ở Điệp Mộng Huyễn Giới, lúc chuyện xảy ra ta cũng có mặt ở hiện trường. Xác thực mà nói, việc bọn họ tiến vào Điệp Mộng Nguyễn Giới là do ta dẫn vào. Ba người thương triều tông nhìn nhau, Lam Nhược Đình thử hỏi một câu. Chẳng lẽ nhị thánh đền tội là do một tay đạo ra bày kế? Nghiêu hữu đạo nhàn nhạt mỉm cười, đừng nên nghi hoặc làm gì, chính là do ta làm, có vấn đề gì không? Quản phương nghi liếc mắt nhìn hắn một cái, làm ra chuyện lớn như vậy, nhân chứng chứng kiến nhị thánh bị mất mạng đó, nàng không thể tận mắt chứng kiến, trong lòng có chút khó chịu. Lại không biết đám người nghiêu hữu đạo đi từ huyễn giới ra, thoát khỏi đám la thu là sự nguy hiểm bậc nào. Đương nhiên, biết nghiêu hữu đạo giết chết mục liên trạch và trưởng tôn di, sự chấn động trong lòng tới nay còn chưa hết. Từ sau khi từ tề kinh theo tới bên này, nàng đã tận mắt nhìn thấy vị này làm thế nào để từng bước đi tới hôm nay trước đây lúc rời khỏi tề kinh chưa từng nghĩ tới có một ngày vị này lại có thể đi tới tình trạng hạ thủ với cửu thánh nhớ lại chuyện cũ lại nhìn chuyện của hiện tại vô cùng cảm khái nghe thấy lời đó ba người thương triều tông cũng chấn động khuôn mặt là sự khiếp sợ trong lòng lại càng không ngừng chấn động nghiêu hữu đạo phá vỡ sự trầm mặc vương ra triệu kiến ta là vì chuyện này sao hả thương triều tông mới hoàn hồn có phần không biết nên nói cái gì cho phải sửa sang lại tâm tình một chút rồi trả lời kinh biến như vậy Nhìn thấy tu sĩ trấn thủ cũng bất an, không biết sẽ có đại biến hay không nên mới đặc biệt thỉnh giáo đạo gia nên xử lý như thế nào. Giọng nói cùng thần thái đặc biệt cung kính, song phương ở gần nhau càng ngày càng không tự tại giống như trước đây, kỳ thật tính tình của Ngưu Hữu Đạo không thay đổi gì, là do bên Thương Triều Tông bất chi bất giác hạ thấp tư thái của mình xuống dần. Chí ít trong mắt của đám Thương Triều Tông, Ngưu Hữu Đạo đã không còn là tên tiểu tử non nớt trước kia nữa. Ngưu Hữu Đạo nên làm như thế nào liền làm như thế đó thôi làm xong chuyện của chính các ngươi là được, những thứ khác các ngươi cũng không động tay vào được, bên ta đương nhiên sẽ tự ứng phó, có biến cố gì, chỗ ta sẽ thông báo trước với bên vương gia, vương gia cứ việc yên tâm. Thương Triều Tông gật đầu, như vậy là tốt, Ngưu Hữu Đạo, được rồi, các người làm tốt chuyện của chính mình là một chuyện, mặt khác còn phải chuẩn bị cho những chuyện khác nữa. Thương Triều Tông, xin đạo gia cứ việc phân phó, Ngưu Hữu Đạo, chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ Yến Quốc đi, đừng nên để tới thời điểm đó lại trở tay không kịp ba người thương triều tông nhìn nhau không nói tiếp nhận toàn bộ yến quốc mông sơn minh rốt cục cũng lên tiếng bên tam đại phái sẽ đồng ý sao nghiêu hữu đạo chuyện bên tam đại phái ta sẽ xử lý chuyện trong yến quốc các người cũng không cần lo lắng đại tư không cao kiến thành là người của ta trước đây diệt trừ đồng mạch chính là vì muốn phù trợ hắn thượng vị sau khi cao kiến thành thượng vị vẫn luôn kín đáo chuẩn bị đã lâu như vậy bằng vào năng lực của hắn bộ hạ khắp nơi hẳn cũng đã làm việc ổn thỏa cả rồi Chương 2042, phong vân liên tục ập tới hai. Đến thời cơ thích hợp, vương gia đứng lên hiệu triệu là được. Không cần lo các nơi trong yến quốc có ai dám cắn ngược lại, mọi thứ đều sẽ hợp lẽ thường. Chuyện về Cao Kiến Thành là tuyệt mật, bên vương gia đừng có để lộ ra bất kỳ đầu mối nào, vẫn cứ như mọi ngày là được rồi. Cao Kiến Thành có mối thù giết con với vị này lại là người của hắn. Ba người thương triều tông kinh ngạc không thốt lên lời, có phần không biết nên nói gì cho phải. Từng bí mật tiếp nối được bật mí đột ngột vậy, ba người nhất thời khó có thể tiêu hóa, như rơi vào sương mù. Khóe miệng của quản phương nghi hét lên, phát hiện lúc này quả nhiên không còn giống với ngày xưa nữa. Đã từng giữ nghiêm bí mật, giờ vị này lại dám thuận miệng tiết lộ ra ngoài, có vẻ tự tin hơn nhiều rồi. Nghiêu hữu đạo đứng dậy, chỗ ta còn có những chuyện khác cần phải xử lý, nếu các ngươi không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Đạo ra đi thong thả, ba người thương chiều tông nhanh chóng chắp tay đưa tiễn. Nhiêu hữu đạo khẽ gật đầu cười tiện đà xoay người đi vân cơ cùng quản phương nghi cùng đi theo sau khi đi tới sâu trong mật đạo vân cơ phất ống tay áo một cái bùn đất trên mặt đất cuồn cuộn ngăn cách mật đạo thông nhau phòng ngừa có người đi qua mật đạo xông vào trong biệt việt mao lư ba người còn ở lại thì đưa mắt nhìn nhau thật sự nghe lầm thật giống như có một chuyện vui cực lớn tự nhiên rơi vào đầu vậy khẩu hàm nhật nguyệt thủ ác càn khôn mông sơn minh chợt thở dài một tiếng cảm khái vô tận trở lại mật thất của mình Nghiêu hữu đạo chợt dừng bước xoay người, nhìn chằm chằm về phía quản phương nghi. Quản phương nghi bị mắt hắn nhìn tới toàn thân không được tự nhiên, hoài nghi nói. Làm cái gì thế, có niềm vui mới rồi, còn coi trọng ta nữa sao? Ánh mắt liếc liếc phân cơ, lại tựa như có ám chỉ. Phân cơ liếc mắt không để ý tới, nàng không thích đấu võ mồm. như hữu đạo, chuyện ngươi đột phá nguyên anh kỳ cần phải nắm cho chắc. Quản phương nghi, tự ta được lợi, đương nhiên sẽ để tâm hơn so với ngươi rồi. Nghiêu hữu đạo không nói nhảm với nàng nữa, nói với Vân Cơ. Liên hệ với bên Thánh Cảnh, để bên đó nghĩ biện pháp sắp xếp cho ta vào đó một lần, nói cho bên kia rằng ta còn muốn mang theo một người nữa vào. Tướng Phủ Tống Kinh, trong đình viện u tính, nhìn mật thư trong tay, giả vô quần thở dài lắc đầu, đưa thư cho Nguyên Tòng. Sau khi Nguyên Tòng xem thì rõ ràng giật mình không nhỏ. Nghiêu hữu đạo lại dám giết chết mục liên trạch và trưởng tôn di. Khó có thể tin được, bên trong thư phòng, Thiệu Bình Ba chậm rãi thả mật thư trong tay xuống, tĩnh tỏa phía sau án, không nói gì. Thiệu Tam tỉnh ở một bên thử hỏi, thực sự là do hắn làm sao? Thiệu Bình Ba than thở, những chuyện liên tiếp gần đây rõ ràng đều có bàn tay ở sau lưng tác quái, đã hạ thủ nhầm vào cửu thánh rồi, là hắn làm cũng là điều bình thường thôi. Thiệu Tam tỉnh nói, chín người một lần giết chết hai người rồi. Thiệu Bình Ba từ từ nói, điệp mộng huyễn giới, xem ra vạn thú môn cũng có người của hắn, thế lực của tên kia quả nhiên là khổng lồ. Thiệu Tam Tình, nghe nói phiêu miểu các tạm thời bỏ qua những chuyện khác, đang càn quét ở vô minh thánh địa và thiên mục thánh địa. Thiệu Bình Ba, xảy ra chuyện như vậy, chuyện đó cũng hợp tình hợp lý thôi, không đáng giá nhắc tới. Chỉ mong đừng nên ảnh hưởng tới chiến sự, bảo ngươi đi hỏi thăm, chiến sự không xảy ra biến cố gì chứ. Thiệu Tam Tình, đã nghe ngóng bên Hắc Thủy Đài, dựa theo yêu cầu của cao phẩm, Hắc Thủy Đài đã triển khai thế công tâm vào Tề Quốc phái ra số lượng nhiều gián điệp bí mật liên hệ với quan viên triều đình của Tề quốc, tiến hành xúi dục hoặc vu oan hãm hại, huynh đệ Hạo Vân Đồ là Hạo Vân Thắng và nhi tử của Hạo Vân Đồ Hạo Khải đều lợi dụng được rồi. Nghe đâu hiệu quả không tồi, Tề Hoàng Hạo Vân Đồ cho dù biết là âm mưu của Tấn quốc cũng không tránh được nghi thần nghi quỷ, đã xử lý một số người, hiện giờ Tề Kinh đã có thế bất an rối loạn rồi. Thiệu Bình Ba hơi gật đầu, cao phẩm khống chế được cục diện chiến trường, đã ra lệnh cho Tấn quốc chiếm hết ưu thế, thế cục bất lợi đối với Tề quốc, những quan viên kia của tề quốc có suy nghĩ rất bình thường trông cậy vào những người đó quên mình phục vụ mệnh lệnh chỉ sợ ngay cả bản thân hạo vân đồ cũng không tin được chính là thời cơ tốt nhất để công tâm nên có hiệu quả rồi chỉ cần lòng người bị chấn động nội bộ tề quốc đại loạn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi đến lúc đó hô diên vô hận và la chiếu chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển càn khôn tề quốc bị khuynh đảo cũng không còn xa nữa e rằng chỉ là chuyện bất chợt mà thôi thiệu tam tỉnh cảm khái xem ra bảy nước cũng sắp biến thành năm nước rồi, tình hình của thiên hạ này biến động thật kịch liệt. Thiệu Bình Ba đi tới trước bản đồ các nước, quan sát, ánh mắt lóe ra. Làn sóng chấn động trong giới tu hành còn chưa ngừng lại, bảy thánh đánh bất ngờ vào vô minh thánh địa và thiên mục thánh địa, người của hai thánh địa kia phản ứng không kịp nữa, thêm vào đó, bảy thánh tự mình tham gia vào việc xuất thủ, hai thánh địa dường như là bị hạ cả cụm rồi. Diệt trừ sao huyện của hai thánh xong, nội bộ của phiêu miểu các sẽ tiếp tục triển khai bắt người của hai thánh địa đó vì thế các chuyện kiểm tra truy xét tạm thời đều hoàn toàn bỏ qua vì cục diện khống chế phiêu miểu các cũng không phải đều tiến hành bắt tất cả người trong hai nhà đó mà chỉ nhằm vào nhân viên chính trong vô minh thánh địa và thiên mục thánh địa người còn lại dưới sự uy hiếp đã nhao nhao quy thuận rồi bảy thánh cũng chấp nhận cho nương nhờ trong thế lực của mình cũng có vài người đang lẩn trốn trong việc đuổi bắt các phái trong thiên hạ đều nhận được pháp chỉ hiệp trợ truy bắt dưới kịch biến hơi có phần phong vân liên tiếp này lòng người bàng hoàng là không thể tránh né dù sao giới tu hành mỗi thế lực lớn ít nhiều cũng có lui tới với người trong hai nhà này lo lắng bị liên lụy mà trên thực tế cục diện vẫn chưa sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn bảy thánh vững vàng khống chế được đại cục không để cho tình thế khuếch trương vô hạn mà dẫn tới thiên hạ đại loạn nam châu trong xe ngựa lắc lư không ngừng hỏa phượng hoàng nhiếp vân thường thỉnh thoảng nhìn quản phương nghi đi cùng không nhịn được hỏi lần nữa không nương chúng ta đang đi đâu? Quản Phương Nhi nắm tay nàng trong tay mình, vỗ vỗ. Yên tâm, tới đó rồi sẽ biết. Sau khi xe ngựa ra khỏi thành thì đi tới một căn trạch viện nông gia yên tĩnh. Hai người xuống xe, đẩy cửa mà vào, chỉ thấy Vân Cơ đang đứng ở trong sân chờ. Sau khi gật đầu chào hỏi nhau, Vân Cơ phất tay ý bảo vào phòng. Quản Phương Nhi cũng dừng bước, ý bảo Hỏa Phượng Hoàng vào phòng chính. Vẻ mặt của Hỏa Phượng Hoàng nghi hoặc, đi cẩn thận từng bước, cuối cùng cũng đi tới trước cửa chính đẩy cửa chính ra nhìn thấy trong phòng có một nam tử đang đứng đưa lưng về phía cửa chắp tay nhìn thấy trong phòng không còn ai khác hỏa phượng hoàng sao có thể dễ dàng ở cùng một người đàn ông ở trong phòng được không khỏi quay đầu nhìn lại vẻ mặt của quản phương nghi đầy ý cười phất tay ý bảo nàng đi vào hỏa phượng hoàng quay đầu lại phát hiện nam tử trong phòng đã xoay người cũng giơ tay lên chậm rãi kéo mặt giả trên mặt xuống lộ ra hình dáng thật sau khi nhận ra là ai hỏa phượng hoàng la thất thanh đạo gia, như hữu đạo mỉm cười, đến đây, đi qua cửa đi, hỏa phượng hoàng đã không khống chế được tâm tình bước một bước qua cánh cửa, nghe vậy thì nhanh chóng xoay người đóng cửa, lúc này mới lần nữa đi tới trước mặt như hữu đạo cẩn thận quan sát tỉ mỉ một lượt, khó có thể tin nói. Đạo gia, ngài, ngài không phải đã, như hữu đạo, yên tâm, ta không chết, côn lâm thủ cũng đang sống rất tốt, trước đó không nói chân tướng cho người chỉ vì rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Nghe nói người bình thường hay lấy nước mắt rửa mặt, nghĩ lầm rằng bọn ta đã chết. Để ngươi thương tâm lâu như vậy, là ta quá đáng. chương 2043, con đường của ta cho các ngươi mới là con đường tốt nhất. Một, hỏa phượng hoàng lắc đầu liên tục, hiện tại cũng không có tâm tư quan tâm những thứ khác, hận không thể nắm tay hắn hỏi. Đạo gia, sư huynh của ta bây giờ ở đâu? Nghiêu hữu đạo, hắn vẫn còn ở bên trong thánh cảnh, lần này ta lộ diện gặp ngươi là muốn dẫn ngươi vào thánh cảnh hội hợp với côn lâm thụ. Không biết ngươi có muốn đi không? hỏa phượng hoàng sao không muốn được gật đầu dứt khoát nói sẵn lòng nhưng nghĩ lại lại lưỡng lự đi vào đó thế nào giờ nghiêu hữu đạo chuyện này không cần lo lắng ta đã có sắp xếp chính xác là đã sắp xếp xong xuôi cả rồi chỉ có điều bây giờ việc đi ra vào còn chưa tiện cửa ra vào của thánh cảnh đang bị quản chế nghiêm ngặt xa như lai nương vào việc phiêu miểu các áp giải phạm nhân mới đưa hai người vào đó được cũng chính là áp giải nhân viên chính trong thánh địa của mục liên trạch và trường tôn di thật ra xa như lai like không đề nghị hiện tại nên vào thánh cảnh, có chuyện gì đưa tin không được sao. Huống chi hiện tại ngay cả việc truyền tin tức ra ngoài cũng không tiện lắm, cần người mặc ký mật thư thành mật mã sau đó mới truyền ra ngoài được. Nhưng Nhiêu hữu Đạo nói có chuyện quan trọng cần sắp xếp, phải vào trong đó mới được. Bất đắc dĩ, xa như lai like không thể làm gì khác hơn là nghĩ hết biện pháp, đây là lúc gã thừa dịp cửa ra vào thánh cảnh bị điều chỉnh người nên dễ dàng đưa tin cho người của mình đã nằm vùng từ trước đó, vào lúc này mới thuận tiện dẫn hai người Ngưu Hữu Đạo vào bên trong. Còn như lúc đi ra ngoài còn cần người của Ngưu Hữu Đạo ở bên ngoài phối hợp, tung ra một manh mối rằng nhân viên đốc cha cha ra được chuyện liên quan tới người trong Đại La Thánh Địa, xa như Lai mới thuận tiện lấy danh nhận được mệnh lệnh của La Thu mà được ra ngoài, thuận tiện mang Ngưu Hữu Đạo ra ngoài từ trong sự lục soát nghiêm ngặt. Lúc qua cửa, Hỏa Phượng Hoàng không phải căng thẳng bình thường, nhưng cuối cùng vẫn phải vào bên trong thánh cảnh mà nàng chưa bao giờ giao thiệp thánh cảnh đối với nàng là nơi vô cùng cao cao tại thượng. Như hữu đạo và hỏa phượng hoàng thuận lợi thoát thân, sau đó chạy tới địa điểm chỉ định, có người của hồ tộc tiếp ứng, sử dụng tòa kỵ phi cầm do trước đây như hữu đạo để lại. Một nhóm thuận lợi tới được hoang trạch tử địa, sau đó tiến vào một cung điện trong lòng đất ở một nơi nào đó trong hồ tộc. Ngân cơ và Hắc Vân đều nhận được tin tới đón, sau khi gặp mặt thì khách sáo một phen. Phát hiện Nghiêu hữu Đạo còn dẫn theo một nữ nhân xa lạ tới đây, Hắc Vân hất cằm với hỏa phượng hoàng. Người nào vậy?" Nghiêu Hữu Đạo mỉm cười nói, "Phu nhân của Côn Lâm Thụ, sau này sẽ phải an trí ở đây rồi." "Được rồi, làm phiền mời Côn Lâm Thụ tới đây một chuyến." Hắc Vân nhìn ý của Ngân Cơ một cái, nhìn thấy bà ấy không phản đối, lúc này mới gật đầu ra hiệu với trưởng lão ở một bên. Mười ngón tay của hai tay Hỏa Phượng Hoàng quấn lại vào nhau, sắp gặp trưởng phu, trong lòng có phần kích động. Nghiêu Hữu Đạo nhìn thấy thì nhếch miệng mỉm cười không nói thêm gì cả cũng không giới thiệu hỏa phượng hoàng cho ngân cơ và hắc vân để cho bản thân hỏa phượng hoàng sau này tự mình giải thích côn lâm thụ nhanh chóng xuất hiện nghe nói hỏa phượng hoàng tới thì nhanh chóng đi ra từ sâu trong địa cung gặp người liền lên tiếng gọi sư muội sư huynh hỏa phượng hoàng cực kỳ vui mừng chạy như bay ôm chặt không buông dường như ngân cơ rất thích nhìn cảnh tượng này nở nụ cười quan sát như hữu đạo đằng hắng một tiếng dẫn bà ấy quay đầu lại ra sau nói có chuyện khó có thể mở miệng ta cũng không gạt lão tộc trưởng, lần này tới là muốn cầu cạnh lão tộc trường. Ngân cơ khó hiểu, chuyện gì, như hữu đạo, trong tay hồ tộc còn có một trái vô lượng quả, lần này tới là muốn thỉnh cầu lão tộc trưởng ban cho trái đó. Ngân cơ nở nụ cười, cứ cầm đi là được rồi, lúc đầu ta nói để ngươi giữ lại, nhưng ngươi lại cứ khăng khăng đưa ta. Như hữu đạo chắp tay, hảo ý của lão tộc trưởng ta xin cảm ơn trước, chỉ có điều vẫn phải nói rõ ràng, Ngân Điệp Nhi đã giao thủ với cửu thánh rồi hắn nói một lượt chuyện xảy ra trong điệp mộng nguyễn giới nghe nói trưởng tôn di và mục liên trạch đã chết hai vợ chồng đang ở một bên gặp nhau thủ thì chợt quay đầu lại nhất là côn lâm thụ hết sức kinh ngạc mặc dù hỏa phượng hoàng biết tin nhị thánh qua đời rồi nhưng lại không biết nội tình lúc này nghe nói tới cũng giật mình không ít sau khi hắc vân và trưởng lão của hồ tộc nghe vậy thì không ngừng phấn chấn hắc vân còn quát lên một câu chết hay lắm mặc dù ngân cơ cũng vui vẻ chỉ có điều lại chợt nhíu mày ngay cả ngân điệp nhi cũng không phải đối thủ của cửu thánh sao nàng không có miệng tiện như hắc vân không thể mắng cửu thánh là cửu cầu được nghiêu hữu đạo đánh đơn với nhau luận thực lực cũng không yếu hơn cửu thánh nhưng chịu thiệt ở việc không am hiểu biến báo ở tình huống giống loài như vậy chúng ta cũng không có cách nào liên lạc trao đổi được ở trong huyễn giới có vô số điệp la sát tương trợ thánh la sát còn có thể ứng phó được một khi ra khỏi huyễn giới thánh la sát sẽ không thể là đối thủ của cửu thánh được còn sau khi xảy ra chuyện này bảy thánh còn lại cũng sẽ không có khả năng tiếp tục vào điệp mộng huyễn giới đâu. Ngân cơ hơi gật đầu, nghi hoặc hỏi, có liên quan gì tới việc ngươi muốn trái cây? Nghiêu hữu đạo, lần trước nghe xong lời nói của lão tộc trưởng, ta vốn có chút lòng tin với Ngân Điệp Nhi, nhưng sự thực chứng minh thực lực của cửu thánh đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta, dưới tình huống không ai có thể khắc chế, dựa vào một vài thủ đoạn rất khó lật đổ bọn họ, dựa vào việc ám toán sợ là không được rồi. Lão tộc trưởng, dựa vào thủ đoạn không được, sợ rằng còn phải chuẩn bị cứng đối cứng nữa ngân cơ ý của ngươi là hy vọng tu sĩ nguyên anh kỳ có thể nhiều lên một chút sao nghiêu hữu đạo không sai vốn dĩ ta cho rằng nhiều thêm một người hay ít đi một người cũng không có ảnh hưởng gì lớn nhưng hiện tại ta lại có một vài suy nghĩ mới chỉ sợ là cần thêm một vài người mới có thể có thêm phần thắng sau đó nhìn về phía côn lâm thụ đang ở một bên nghe nếu để cho ngươi đột phá tới cảnh giới nguyên anh ngươi có dám đánh một trận với cửu thánh không côn lâm thụ khựng lại không nói vừa rồi ở đây nói tới chữ trái cây y còn chưa kịp phản ứng nghĩ tới vô lượng quả nữa đạo ra ta làm sao có thể đột phá tới cảnh giới nguyên anh được nghiêu hữu đạo nói năng đầy khí phách cho ngươi một trái vô lượng quả côn lâm thụ lần nữa không nói ở đây có vô lượng quả hỏa phượng hoàng lại căng thẳng có thể có được vô lượng quả đương nhiên là chuyện tốt nhưng để cho sư huynh liều mạng với cửu thánh vậy có thể sao vô ý thức cầm tay của côn lâm thụ nhéo nhéo Nghiêu hữu đảo, người sợ sao, côn lâm thủ, cũng không phải sợ, chỉ là e thực lực của mình không đủ. Nghiêu hữu đảo, bên cạnh ta không phải là không có những người khác, biết vì sao ta phải đưa một trái vô lượng quả còn lại ở hồ tộc cho ngươi không? Côn lâm thủ chậm rãi lắc đầu. Không biết, nghiêu hữu đảo, bởi vì ngươi là người duy nhất luyện thành thiên hỏa vô cực thuật trong thiên hỏa giáo từ mấy đời nay, đại pháp kỳ công lại hợp với tu vi hẳn là không phải là phế vật. Ngươi cũng biết ô thường đấy, sau khi hắn đột phá tới nguyên anh liền có thể đối kháng được với tám thánh khác, lẽ nào ngươi không muốn thử một chút? Ngươi cũng là người có tâm huyết, lẽ nào không khát vọng có cơ hội đánh với cửu thánh một trận hay sao? Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấu đối phương đang dùng lời lẽ khích tướng, đột nhiên lên tiếng nói: "Đạo gia, ngay cả ngươi hắn cũng không phải là đối thủ, làm sao có thể là đối thủ của cửu thánh được?" Ngưu Hữu Đạo, Hỏa Phượng Hoàng, ta chọn hắn là có nguyên nhân, ta không ngại lựa chọn, trong cảnh giới Kim Đan Luận thực lực sợ rằng không có ai là đối thủ của ta, người có thể có thực lực đánh với ta một trận tuyệt đối cũng là cao thủ hàng đầu trong đan bảng. Chương 2044, con đường của ta cho các ngươi mới là con đường tốt nhất. Hai, ngươi đừng nên xem nhẹ trượng phu của mình, hắn sở dĩ vừa xuất sơn đã lần nữa thua trong tay ta là bởi vì hắn đã chọn sai đối tượng khiêu chiến, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, hiện tại cao thủ đệ nhất đan bảng là Nhan Bảo như cũng không phải đối thủ của chồng ngươi bởi vì ta đã giao thủ với nhan bảo như, nàng ta cũng là bại tướng dưới tay ta. Hỏa Phượng Hoàng, chồng ngươi nếu ở bên ngoài đủ để khiêu chiến với cao thủ có địa vị đệ nhất trên đan bảng. Ngân cơ ở một bên hơi nở nụ cười, ngược lại không cho là nghiêu hữu đạo đang khoác lác, đồ đệ của thương tục, nói côn lâm thụ chọn sai đối tượng khiêu chiến hoàn toàn có tư cách. Huống chi nàng từng xuất thủ với nghiêu hữu đạo, người có thể chống đỡ một kích của nàng, nói ở trong cảnh giới kim đan không có đối thủ cũng không tính là khoa trương không khỏi ít nhiều có chút kỳ quái. Ngươi còn bao lâu nữa thì có thể đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh. Nghiêu Hữu còn không quá hai năm nữa. Ngân cơ càng cảm thấy kỳ quái. Bằng vào thực lực đối chiến của ngươi, chỉ cần ngươi đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh chắc chắn sẽ không yếu hơn so với ô thường tân tấn Nguyên Anh. Đừng nói tới bảy thánh bây giờ, cho dù đầy đủ cả cửu thánh cũng rất khó có thể làm gì được ngươi. Thời gian hai năm không dài, vì sao không thể ẩn nhẫn thêm chút. Nghiêu hiểu đạo, ta giả chết thoát thân chính là muốn ẩn nhẫn, những chuyện khác chỉ là kế hoạch phòng ngừa vạn nhất mà thôi, ai ngờ cây vô lượng quả nở hoa sớm trước hạn, trời không chiều lòng người, hoàn toàn làm rối loạn nhịp điệu của ta. Bây giờ những việc ta đang làm trong giới tu hành chính là muốn làm trì trệ hành động của bảy thánh, nhưng với tình huống hiện tại thì bảy thánh không hổ là người có kinh nghiệm đối mặt với sóng gió, những thứ ta đã làm, bảy người bọn họ lại đang ngồi xem, hiển nhiên là có ý đồ đẩy mạnh vững bước cho bọn họ. Chiếu vào tiến độ này, hai năm, chỉ sợ là không kịp đợi hai năm nữa một mình ta còn dễ nói, trên tay ta có đủ tài nguyên, trốn thêm hai năm nữa, bọn họ chưa chắc có thể tìm được ta. Nhưng những người khác thì làm sao giờ? Bên cạnh ta có quá nhiều người có liên quan, đến lúc đó người có dính líu tới sẽ phải chịu cảnh núi thây biển máu. Lão tộc trưởng, nếu không phải tình trạng vạn bất đắc dĩ, người bảo ta làm sao có thể chỉ lo thân mình không để ý tới sự sống chết của nhiều người như vậy. Có một số việc nhất định phải phòng ngừa chu đáo, phải chuẩn bị trước, lúc chuyện xảy ra mới có thể thong dong ứng phó được, ngài nói có đúng hay không? Gạch chéo ngược, ngân cơ khẽ gật đầu, hiểu ra, như hữu đạo trợt nhìn về phía côn lâm thụ, người cũng coi như là một người nam nhân có tâm huyết, chỉ muốn tự lo cho thân mình thôi hay sao? Nếu người thật sự có suy nghĩ này, lúc đầu ta phí hết tâm tư mời chào người thật sự đã nhìn lầm người rồi. Vợ chồng các ngươi để tay lên ngực tự hỏi đi, ta đã thật sự coi vợ chồng các người như người hầu chưa, lẽ nào bên cạnh ta còn thiếu hai phế vật làm việc lặt vặt hay sao? Môi côn lâm thụ mím chặt, có thể nhận thấy được sư muội lại dùng sức nhéo nhéo tay của mình. Ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo liếc mắt trên tay của hai người đang nắm lại, lại nhìn mặt của Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng, có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, ở trong mắt bảy thánh, chồng ngươi đã sớm thành một người chết rồi, trừ phi cả đời hắn phải ẩn thân không gặp người, bằng không chỉ cần lộ diện, bảy thánh tất sẽ bắt hắn lại. Trốn lâu như vậy, liên lụy tới ta, lại liên lụy tới cả hồ tộc, rơi vào tay của bảy thánh, chồng ngươi có thể bình an vô sự mới lạ, vợ chồng các ngươi cũng sẽ có kết quả giống nhau, không chết thì cũng sống không bằng chết. Nếu chồng ngươi không đồng tâm với bọn ta, bọn ta tuyệt đối cũng sẽ không làm khó dễ, nhưng chỗ bọn ta tuyệt đối không cho phép người mang hai lòng, hai vợ chồng ngươi có thể rời đi luôn, sau này sự sống chết của vợ chồng các ngươi bọn ta sẽ không hỏi tới nữa. Chỉ có điều nơi này là thánh cảnh, các ngươi có thể thong dong tự tại hay không, trong lòng các ngươi hẳn là biết rõ ràng. Còn chồng ngươi chỉ cần dùng một chút vô lượng quả thì chính là kẻ thù của Bảy Thánh trừ phi đánh bại bọn họ, bằng không bảy thánh sẽ không tha cho hắn. Các ngươi còn lựa chọn nào khác sao? Côn Lâm Thụ, Hỏa Phượng Hoàng, vợ chồng các ngươi không có lựa chọn nào khác, con đường ta cho các ngươi mới là con đường tốt nhất. Hỏa Phượng Hoàng cắn môi cúi đầu không nói, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên quát lên, Côn Lâm Thụ, là mang theo thê tử của ngươi chạy trốn suốt đời hay là đi cùng bọn ta liều mạng, hiện tại hãy cho ta một câu trả lời thuyết phục. Côn Lâm Thụ chậm rãi rút tay ra, rút tay ra khỏi tay Hỏa Phượng Hoàng, cười gượng nói đạo gia ta chấp nhận tòng mệnh chỉ là ngài không cần thiết dẫn sư muội của ta vào mạo hiểm cùng đâu như hữu đạo bình tĩnh nói ta chỉ là có lòng tốt mạo hiểm để vợ chồng các người đoàn tụ còn tặng vô lượng quả người phải cảm kích ta mới đúng lời này khiến ngân cơ hơi mỉm cười lắc đầu như hữu đạo liếc phản ứng của bà ấy câu nói tiếp theo liền chuyển tới bà lão tộc trưởng nếu để bà chống lại la thu để bà giết la thu bà có thể làm được không Ngân cơ nhất thời không cười được nữa. Ánh mắt của mọi người, Hắc Vân và những người khác trong hồ tộc trong nháy mắt đều nhìn chằm chằm mặt bà ấy, đều đang đợi phản ứng của bà. Nghiêu Hữu đạo ép hỏi, lão tộc trưởng, bây giờ có thể do dự, giả sử thật sự tới lúc phải đánh một trận đấu sinh tử, bà do dự như vậy sẽ hại chết mọi người. Nếu không muốn thì mong cứ nói rõ, mọi người sẽ không trông cậy vào bà nữa. Ngân cơ, thực lực của ta không giết được hắn. Nghiêu Hữu đạo, ta chỉ hỏi bà có muốn hạ sát thủ với hắn ta hay không mà thôi. Ngân cơ quay đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy hồ tộc đều đang nhìn mình chầm chầm thì trên mặt hơi khổ sở, gật đầu. Có thể diệt trừ cửu thánh lấy lại tự do cho hồ tộc ta, ta đương nhiên là nguyện ý. Được, như hữu đạo chợt đổi giọng. Làm phiền lão tộc trưởng lấy trái cây mà xa như lai để ở đây đưa cho ta, ta sẽ tiện thể đưa cho hắn dùng. Chờ một lúc, ngân cơ tự mình mang tới một cái chác, đưa cho Ngưu hữu đạo, Nhiêu hữu đạo mở cái cháp ra kiểm tra chợt hồng quang lóe lên từ trong hộp lấy tay lấy ra một trái vô lượng quả tiện tay ném cho côn lâm thụ cầm lấy lại tiện tay khép cháp lại hai tay cầm trái cây phát quang côn lâm thụ là dáng vẻ khó tin vô lượng quả y chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày có được loại bảo vật này còn bị người ta ép phải nhận lấy như vậy sắc mặt của hỏa phượng hoàng ở một bên phức tạp nhìn sư huynh không biết có nên cảm thấy vui vẻ thay sư huynh hay không tâm tình hai người như thế nào, nhưu hữu đạo không để ý tới, sau đó lại đi tới tử kim động gặp hai người tần quan và kha đinh kiệt tiến hành trần an hai người một phen rồi để hai người an tâm tu luyện ở đây, hắn cũng không ở đây quá lâu, bởi vì đã hẹn thời gian gặp mặt với sa như lai rồi. lúc rời đi hồ tộc lần nữa phái người đưa tiến đưa nhưu hữu đạo tới phía sau rồi người đưa tiến của hồ tộc tự quay lại, nơi chạm mặt vẫn là chỗ cũ, trong cốc trước đây bình thường vẫn chạm mặt với sa như lai, nhưu hữu đạo tới trước đợi gần nửa ngày sau mới thấy xa như lai đội nón lá che màn đen vội vã đi tới. Đến chậm chút, có chút việc làm trễ nải, xa như lai hơi giải thích chút, như hữu đạo, không sao cả, cho người đó, lấy một cái cháp ra đưa cho gã, xa như lai khó hiểu, vật gì vậy, như hữu đạo, vô lượng quả, ta thuận tiện giúp người mang tới từ bên hồ tộc. Thời gian của chúng ta khả năng không có nhiều lắm, chuyện đột phá nguyên anh kỳ ngươi phải nắm chặt chương 2045, nguyên sắc, dược cốc cầu y. Sa như lai hơi trầm mặc không nhận cái cháp kia, sau khi suy tư một lúc thì nói. Chờ đã, dứt lời thì lắc mình đi, như hữu đạo nhìn theo, hoài nghi không biết có ý gì. Không chờ quá lâu, Sa như lai quay lại đồng thời còn dẫn một người tới, vương tôn đang là thủ hạ tâm phúc của gã. Như hữu đạo hơi nhíu mày, Sa như lai chỉ vào vương tôn, nói. Giới thiệu cho ngươi một chút, vương tôn, cũng là cứu cứu ruột của huyễn lệ, cứu cứu ruột, như hữu đạo kinh ngạc, không sai, xa như lai gật đầu, chỉ chỉ cháp trong tay đối phương. Cái này cho hắn đi, hả, như hữu đạo kinh ngạc xác nhận một câu, cho hắn, ngươi xác định sao, xa như lai tự tay cầm cháp vào tay, đưa cho vương tôn. Cho ngươi đấy, khuôn mặt vương tôn cũng khó hiểu, không biết là vật gì, thử mở cháp ra kiểm tra, kết quả vừa mở cháp ra thì hồng quang rực rỡ tỏa ra, làm y hoảng sợ nhanh chóng khép lại, hết hồn nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Tiên sinh, đây là Sa Như Lai vô lượng quả cho người dùng." Chuyện này, Vương Tôn vừa hưng phấn lại kinh hãi, nhìn Sa Như Lai, lại nhìn Ngưu Hữu Đạo. Còn Ngưu Hữu Đạo đang xem chừng phản ứng của Sa Như Lai, lúc này rốt cục không nhịn được nói: "Toa tiên sinh, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, đây chính là một trái cuối cùng còn lại rồi, bỏ lỡ cơ hội lần này chỉ sợ cũng khó có cơ hội nữa. Cho dù là có, chắc cũng phải chờ tới 60 năm sau. Cũng không hoàn toàn là một trái cuối cùng." chỉ ít trên tay hắn còn một trái, chỉ có điều trái kia hắn để lại cho mình dùng, sẽ không cho người khác. Nghe thấy lời ấy, hơi do dự, vương tôn chợt giao chắp cho xa như lai. Tiên sinh, thứ này ta không nhận nổi, tự ngươi giữ lại dùng đi. Xa như lai dùng một tay đẩy về, nói với nghiêu hữu đạo. Ta làm như vậy là vì đã thận trọng suy tính rồi, người nói thời gian của chúng ta khả năng không có nhiều lắm, nhưng tình huống hiện tại rất phức tạp, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. La Thu mở to hai mắt nhìn, cảnh giác cao độ với tất cả, ta căn bản không thể bế quan hơn một tháng không lộ diện. Nếu ta gây ra chút hoài nghi nào, người và đường dây liên hệ với bên trong thánh cảnh sẽ bị cắt đứt. Vương Tôn thì không giống thế, hắn biến mất một thời gian ta cũng có biện pháp sắp xếp. Như Hữu đạo không nói, sau một hồi lâu buồn bực mới lần nữa hỏi. Người nhất định phải làm như vậy sao? Thần sắc trên mặt xa như lai nào có cảm giác dày vò như vậy? Ta muốn cho nữ nhi của ta một công đạo, muốn cho người vợ đã chết của ta một công đạo, cũng phải cho La Thu một công đạo. Như hữu Đạo như có điều suy nghĩ, tựa như đã hiểu ra cái gì, cuối cùng yên lặng gật đầu. Đồ đã cho ngươi, xử trí như thế nào là chuyện của ngươi. Nhìn trong ánh mắt của đối phương chỉ tỏa ra sự thưởng thức, không vì gì khác, chỉ bằng vào việc đối phương có thể từ chối sự mê hoặc của vô lượng quả đã làm cho gã phải thưởng thức rồi. Xa Như Lai, vương tôn đáng giá tín nhiệm, các ngươi có thể đơn độc thành lập một đường dây liên lạc, phòng ngừa vạn nhất. Như Hí Đạo gật đầu chỉ bằng vừa rồi vương tôn có thể từ chối vô lượng quả. Được rồi, có chuyện đã quên nói cho người biết, nguyên sắc đã mù một con mắt rồi. Xa như lai báo một tình huống mới, sâu trong biển rộng minh mông, trên hòn đảo có một ngọn núi lửa, trên núi tuyết trắng minh mông, rãnh giữa núi cũng có bốn mùa như mùa xuân. Nơi đây chính là dược gốc, nơi tiềm tu của quỷ y. Trên một cái ghế nằm, nguyên sắc nằm yên tĩnh, nguyên phi chờ ở bên cạnh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của quỷ y quỷ y cúi người mở chụp mắt trên một con mắt của nguyên sắc ra thì pháp kiểm tra viền mắt có mí mắt đã lõm vào phát hiện mắt đã không còn nữa sau một lúc kiểm tra cẩn thận quỷ y cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa giúp nguyên sắc đắp kín lại cái chụp mắt độc nhãn của nguyên sắc nhìn y hắc ly có thể chữa được cho ta không quỷ y trần trừ lắc đầu nói trong mắt đã không còn ta cũng không có cách nào khác nguyên phi ở một bên quát lên nói bậy làm như ta không biết gì hay sao dược cốc này của ngươi đã từng chữa cho không ít cơ thể không trọn vẹn từng trị cho người cả hai mắt đều mù hắc ly ta cảnh cáo ngươi sở dĩ nhóm thánh tôn tha cho ngươi là vì nhìn thấy ngươi còn có chút tác dụng cung cấp cho ngươi một nơi không tranh quyền thế như này cũng là hy vọng ngươi không tranh quyền thế đừng mong ỉ vào y thuật của ngươi để ra ngoài làm mưa làm gió lần trước tự ý đi ra ngoài can thiệp vào việc của các nước còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu đấy ôi chao nguyên sắc giơ tay lên cản lại vui vẻ nói hắc đã nói như vậy hẳn là có nguyên nhân nên mới nói thế nghe người ta nói hết lời xong rồi cũng không muộn hắc ly nếu ta đã tới ngươi lại nói với ta một câu không có cách nào khác dường như không thể nào nói nổi đâu quỷ y hơi hạ thấp người thánh tôn trong mắt này không phải thứ trồng được từ trong đất muốn nó mọc ra lần nữa ta không có bản lĩnh đó vừa rồi thánh phi nói chữa trị thân thể không trọn vẹn cũng có nếu chỉ là chữa trị thì ta có thể làm được nhưng thứ chữa trị dù sao cũng không thể dùng tốt như thứ vốn có được muốn chữa trị đến cuối cùng được như ban đầu thì không thể nào. Đổi lại những người khác, đại khái ta có thể chữa trị theo lẽ thường, nhưng thánh thể của thánh tôn thật sự là ta không dám vọng động. Nguyên sắc hơi nhíu mày, không thể chữa trị cho cuối cùng giống y như ban đầu sao. Quỷ y, dù sao cũng sẽ có chút tranh lệch, nói trắng ra là phải móc mắt của người khác bổ khuyết cho thánh tôn, vừa rồi ta đã kiểm tra thân thể của thánh tôn. Phát hiện ra cường độ thân thể của Thánh Tôn vô cùng không giống người bình thường, mắt của người bình thường đặt lên người Thánh Tôn, một khi thánh tôn sử dụng tới tu vi cường đại, con mắt đó sợ là không chịu nổi. Nguyên sắc, bằng vào y thuật của ngươi lẽ nào không có biện pháp giải quyết khác hoàn mỹ hơn hay sao? Quỷ y, biện pháp không phải là không có, theo lý mà nói, bản thân thánh tôn phải có thể tự giải quyết được mới phải. Nguyên sắc hồ một tiếng, nói nghe thử xem, quỷ y, ta nghe nói vô lượng quả có thể trọng tố cơ thể, vì sao thánh tôn không dùng tới vô lượng quả, ngược lại lại muốn dùng y thuật kém cỏi của ta? độc nhãn của nguyên sắc trắng dã vô lượng quả. Hắn đã nghĩ tới việc dùng vô lượng quả, cửu thánh để lại một cây vô lượng quả không phá hủy chính là vì cất đi phòng ngừa vạn nhất, để dành dự bị, nhưng vô lượng quả đã bị người ta trộm mất rồi. 30 năm, vô lượng quả bị trộm sợ là đã sớm vào bụng người ta rồi, hiện tại bảo hắn đi đâu tìm đây. Đạo lý giống vậy, cửu thánh giữ lại quỷ y thật ra cũng không có tác dụng gì, chỉ là giữ lại phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Hình như ngươi đã không còn thành thật nữa, bên ngoài giường như cũng có vài cơ sở ngầm việc vô lượng quả bị trộm náo động ra động tĩnh lớn như vậy không phải ngươi không biết đấy chứ nguyên sắc hỏi một câu quỷ y hơi hạ thấp người nghe nói là nghe nói ta cũng không biết thật giả thế nào nguyên sắc không tiếp tục rông dài việc vô lượng quả với y nữa sau một lúc cân nhắc thì hỏi nếu như đổi lại một con mắt khác lúc ta thi pháp khống chế được pháp lực không cho pháp lực đụng tới con mắt kia có thể sử dụng được bình thường hay không Quỷ Y, nếu Thánh Tôn có thể cẩn thận khống chế, ít nhất thì có thể thấy được vật bình thường, bề ngoài hai mắt chắc chắn không có khác biệt gì so với bình thường. Hai tay của Nguyên Sắc vỗ vỗ vào tay vịn của ghế nằm, quyết định. Vậy cứ làm như thế đi, trước tiên hãy đổi cho ta một con mắt dùng trước. Quỷ Y hạ thấp người, "Tuân mệnh, Nguyên Sắc, vậy ngươi xem lúc nào bắt đầu thì thích hợp? Gặp phải chuyện như thế này, thân là bệnh nhân, đến lúc này cho dù là Thánh Tôn, trong thái độ đều có vẻ tương đối khiêm tốn." chương 2046, ủng lập 1. Quỷ y, chuyện này cũng không chắc chắn, ta cũng không có cách nào cho ra thời gian chính xác được. Nhất thời Nguyên Phi trầm giọng nói, Hắc Ly, lá gan ngươi không nhỏ nhỉ, lấy uy phong của quỷ y đùa giỡn trước mặt thánh tôn ư. Nguyên sắc lần nữa giơ tay lên ngăn cản, người không cần nhiều lời, nghe người ta nói hết lời đã. Độc nhãn nhìn chăm chú về phía quỷ y, nói đi, không có cách nào xác định thời gian chính xác là có ý gì. Nguyên Phi bĩu môi không lên tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ y. Quỷ y, thánh tôn, đổi cả trong mắt không phải mắt người nào cũng có thể sử dụng được, thân thể giữa người với người cũng có sự khác biệt nhất định. Nói cách khác, không phải huyết mạch của người nào cũng có thể tương dung với nhau được, cần phải tuyển chọn, hơn nữa còn phải chọn một cách tỉ mỉ, phải chọn ra được một con mắt mà thân thể của thánh tôn không gây ra phản ứng bài xích mới được, không cẩn thận còn có thể mang tới cho thân thể thánh tôn sự đau đớn cực lớn, đến lúc đó thánh tôn há có thể tha cho ta được, chuyện này cũng làm trái với chuẩn tắc hành nghề y của ta. Nàng nghe thấy chưa hả, không hiểu đừng nên nói nhảm, xem bệnh chữa bệnh, người ta hiểu việc này hơn nàng nhiều. Nguyên sắc quay đầu phê bình Nguyên Phi một câu, sau đó mới quay lại vui vẻ nói với quỷ y. Hắc ly à, vậy chuyện này ngươi mau chóng đi làm đi. Có gì cần hiệp trợ có thể trực tiếp liên hệ với Nguyên Phi. Quỷ y hạ thấp người tuân mệnh, vâng, thân thể trầm nặng của Nguyên sắc bò dậy từ ghế nằm, cười híp mắt với quỷ y. Trước đó đã ra lệnh người của dược cốc ra ngoài hết, người biết dụng ý của ta chứ? Quỷ y, hiểu rồi, việc này sẽ không để cho những thánh tôn khác biết được. Được, ta chờ tin tức của ngươi, nhanh đó. Nguyên sắc vỗ vỗ bả vai của quỷ y, lắc mình rời đi. Dưới màn đêm, Hoàng Cung Tề Quốc, trưởng môn Vũ Văn Yên của Thiên Hỏa Giáo, trưởng môn Bắc Huyền của Huyền Binh Tông, trưởng môn Tam Thiên Lý của Đại Khư Môn cùng nhau xông thẳng vào tầm cung. Bên ngoài tầm cung, đại nội tổng quản đang bước đi loanh quanh chợt ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy ba người tới thì nhanh chóng lên nghênh đón. Bái kiến ba vị trưởng môn, Vũ Văn Yên trầm giọng hỏi, bệ hạ thế nào rồi? Bộ tầm nặn ra nụ cười nói, chỉ là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một đêm là không sao nữa rồi. Ba vị trưởng môn nhìn nhau, đây đã là lần thứ ba tề hoàng Hạo vân đồ đột nhiên té xỉu rồi. Cũng có thể hiểu được, khi đối mặt với ngoại địch lại thêm việc lòng người nội bộ bàng hoàng, liên tiếp có dấu hiệu rối loạn, hiện nay, Tề quốc giống như một con thuyền lớn trở nặng phập phồng trong sóng gió kinh hoàng. Trong ngoài đều khốn đốn, Hạo Vân Đồ phải chịu áp lực rất lớn, đã có phần nặng nề không chịu được nữa rồi. Nhìn thấy ba người muốn tiếp tục xông vào, bộ tầm vô ý hơi ngăn lại. Hửm, trong mũi Bắc huyền khạc ra tiếng chất vấn uy nghiêm, bộ tầm vội trả lời. Bệ hạ đã ngủ lại rồi, không thích hợp quấy dày. Tam Thiên Lý lạnh lùng nói, tránh ra, bộ tầm muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhường đường. Ba vị trưởng môn sông thẳng vào trong tầm cư, đẩy rèm che đi vào trong phòng, đi tới trước giường của Hạo Vân Đồ. Hạo Vân Đồ đang hỗn loạn mơ hồ nghe được tiếng bước chân, vẫn luôn căng thẳng trong lòng, trước tiên là trợn mắt, nhìn thấy ba người này thì vội vàng chống hai tay đứng lên, vô cùng nhọc nhằn. Bộ tầm cùng vào vội vươn tay làm chỗ cho ông ta dựa. Ba vị trưởng môn tới đây à? Hạo Vân Đồ cố gắng để mình nhấn được từng chữ rõ ràng, cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm một chút, trên mặt là nụ cười. Vũ Văn Yên cúi người bắt mạch đập của Hạo Vân Đồ, thì pháp kiểm tra. Hạo Vân Đồ không có cách nào lảng tránh, miễn cưỡng vui cười nói. Chấm không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Kiểm tra xong, Vũ Văn Yên bỏ tay ra, không hé răng. Tiếp đó, Bắc Huyền lại bắt đầu kiểm tra một chút. Lúc đến phiên tam thiên lý kiểm tra, bên ngoài đột truyền đến một tiếng hô to. Báo, quân tình cấp báo. Hạo Vân Đồ cả kinh, quân tình cấp báo vào buổi tối sau. Lúc này mới quát, truyền. Ba người Vũ Văn Yên tạm thời lui sang một bên, bộ tầm bước nhanh ra ngoài, chỉ trong chốc lát sau đó cầm một tấu trương, đối với việc có đưa cho Hoàng đế xem hay không, rõ ràng y có chút do dự. Hạo Vân đồ tự tay đòi, đưa ta xem, bộ tầm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kiên trì dâng lên. Dựa vào trên giường, hai tay Hạo Vân đồ cầm tấu trương, sau khi xem qua nội dung trong tấu trương thì đột nhiên hai mắt trợn lên giận dữ, nghiêm mặt quát. Nghịch tặc, hô hấp bỗng nhiên dồn dập, hai tay run run một hồi, trượt hai mắt trắng dã đầu lệch sang một bên hai tay rũ xuống lại tiếp tục bất tỉnh bệ hạ bộ tầm kinh hô tam thiên lý tiến lên một tay ngăn bộ tầm lại tự mình kiểm tra một lượt rồi nhanh chóng thi pháp giúp Hạo Vân đồ thông khí sau khi khí tức thông thuận hơi mở mắt ra Hạo Vân đồ lại lâm vào tâm tình kích động nghịch tặc nghịch tặc tam thiên lý điểm lên cổ của Hạo Vân đồ khiến Hạo Vân đồ ngủ mê man sau đó giải thích với bộ tầm để hắn tĩnh tâm ngủ một giấc bằng không cứ tiếp tục tinh thần bất an, thân thể hắn căn bản không chịu nổi đâu. Bộ tầm trả lời, vâng, tam thiên lý tiện tay cầm tấu trương lên đứng dậy kiểm tra, Vũ Văn Yên và Bắc Huyền cũng tới gần cùng xem. Bộ tầm đỡ hạo vân đồ đang mê man xuống giường nằm. Tấu trương nói đại tướng quân cố viễn đạt giết chết giám quân, đổi màu cờ, giờ cờ hiệu của tấn quốc, phản rồi. Vốn dĩ phụ trách chấn thủ quốc nội, 300.000 đại quân đã đánh về hướng kinh thành rồi. Cầu vật, tu sĩ của ba đại phái theo đại quân làm ăn kiểu gì không biết. Tam Thiên Lý oán hận một câu, bác huyền trầm giọng nói, còn phải nói sao, cố viễn đạt dám phản tất đã được ngoại ứng chống đỡ, dưới nội ứng ngoại hợp, đệ tử ba phái ta sợ là đã gặp nạn rồi. Vũ Văn Yên, bây giờ nói những thứ vô dụng này làm gì, nghĩ biện pháp ứng phó đi. Ba người lần lượt quay đầu lại, liếc nhìn Hảo Vân Đồ đang ngủ mê man trên giường, cùng rời khỏi tầm cư. Dưới trăng sáng, ba người đi vào một cái đình, Bắc Huyền đột nhiên nói. Hạo Vân Đồ đã lớn tuổi, sắp 70 rồi, thân thể mặc dù cũng coi như khỏe mạnh nhưng áp lực trong áp lực ngoài đã làm thân thể đang già đi của hắn không chịu nổi gánh nặng nữa. Chuyện này không phải linh đan rượu dược bình thường có thể giải quyết được. Hiện tại hắn nằm xuống, quân chính sự vụ nội ngoại điều hành dườm ra, cần có một người lèo lái, trước tình thế trong ngoài đều khốn đốn như này, các người nói nên làm sao giờ. Vũ Văn Yên, người có ý gì, Bắc Huyền, ý của ta là nên đổi người rồi, đổi thành một người có tuổi trẻ hơn chút, ở thời điểm trong ngoài khốn đốn như thế này mới có thể gánh vác được. Tam Thiên Lý trầm giọng nói, thay người ở thời điểm này, chỉ sợ lòng người sẽ càng thêm sao động khó ăn, càng thêm dễ dàng gặp chuyện không may. Bắc Huyền, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đây? Tình trạng cơ thể hiện giờ của hắn nếu như té xỉu ở triều đình, ngã xuống trước mặt tất cả văn võ trên triều, chỉ sợ những người còn đang do dự sẽ lập tức quyết định làm chuyện bất lợi cho chúng ta, kế sách công tâm của Tấn Quốc chỉ sợ sẽ càng dễ thực hiện hơn. Chúng ta cũng không thể phái toàn bộ đệ tử trong môn tới các nơi trong tề quốc làm quan được, trước không nói tới việc bọn họ có thể làm được hay không, tất cả chức quan lớn nhỏ trong tề quốc được chia cho bao nhiêu người, người của chúng ta mà tản ra thì tam đại phái sẽ lập tức bị phế. Vũ Văn Yên buông tiếng thở dài, chuyện lập thái tử, chúng ta chớ nên do dự kéo dài tới giờ mới đúng. Bắc Huyền Bây giờ không phải là thời điểm nên hối hận, vấn đề là ai có thể đảm nhiệm được. Ba người lặng yên một hồi, Tam Thiên Lý đột nhiên nói. Anh Vương Hảo chân mặc dù không xuất chúng nhưng lại trầm ổn, khá thích hợp tỏa chấn trong thế cục loạn lạc này, nhìn phong cách làm việc từ trước đó thì không hề gây ra rắc rối gì. chương 2047, ủng lập 2. Vũ Văn Yên, Hảo chân là một lựa chọn tốt, nhưng người đừng quên bây giờ là thời gian chiến tranh, binh quyền là quan trọng nhất. Bắc Huyền, giải thích thế nào? Vũ Văn Yên, bây giờ đối mặt với kẻ thù bên ngoài phải trông cậy vào hô Diên vô hận rồi. Các người đừng quên, hắn là thân gia của bệ hạ, con của hắn là con rể của hoàng hậu. Bác Huyền nhíu mày, ý của ngươi là hướng vào Ngọc Vương Hạo Hồng. Vũ Văn Yên, nếu chọn anh Vương Hạo Trân, tương lai Hạo Trân có thể chịu được tai họa ngầm Hạo Hồng kia sao? Hô Diên vô hận có thể không lo lắng tới hay sao? Hắn có thể không lo tương lai sẽ bị thanh toán hay sao? Hô Diên vô hận nắm binh quyền trong tay, chọn người một nhà của hắn chí ít sẽ không cần phải lo tính mạng của thân gia cho nên hắn không đến mức sẽ làm sằng bậy chọn anh vương hảo chân thì hô diên vô hận sẽ làm ra cái gì sợ rằng khó có thể dự liệu được còn nữa sau khi kim vương hảo khải nghịch phản ngọc vương hảo hồng chính là con trai trưởng không ít triều thần bình thường đã có ý bất công chọn hảo hồng coi như là danh chính ngôn thuận chí ít sự phản đối trong triều sẽ không lớn cộng thêm sau lưng của hắn có hô diên vô hận tay nắm binh quyền thì sẽ càng có thể ổn định lòng người, có thể được trên dưới tề quốc ủng hộ. Nhị vị, lần này gắng ổn thỏa đi, tam thiên lý cùng Bắc huyền hơi cân nhắc, sau đó khẽ gật đầu, cùng nhau đi tìm Ngọc Vương Hạo Hồng. Còn những hoàng tử khác, ở ai này cũng bởi vì phía sau thiếu một người tay nắm binh quyền ủng hộ nên mộng đẹp trong chốc lát đã tan thành ảo ảnh. Đứng ở cửa tầm cư điện, bộ tầm đứng lặng ở đó nhìn ba vị trưởng môn rời đi, vẻ mặt dị thường phức tạp, chuyện của hạo vân đồ ông ta biết rõ nhất vì muốn tỏ ra cơ thể mình hoàn hảo trước đó chịu đựng áp lực nội ngoại ngã xuống hai lần hạo vân đồ thậm chí còn bảo không được để lộ ra ngoài không cho người của tam đại phái kiểm tra thân thể ngày bình thường hạo vân đồ còn giả bộ hai ba ngày ngửa một nữ nhân để chứng minh cơ thể mình còn rất tốt nhưng lần này hạo vân đồ ngã ở nơi nổi bật trong cung điện cuối cùng làm kinh động tới trưởng môn của tam đại phái nhìn tình hình ba vị trưởng môn rời đi còn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau khi phục hồi lại tinh thần bộ tầm vẫy tay gọi một người trong hiệu sự đài thấp giọng nói phái người theo dõi trưởng môn của tam đại phái nếu có tình huống gì mới thì phải báo cáo đúng lúc ngọc vương phủ trưởng môn của tam đại phái đột nhiên đồng thời điều khiển pháp thân tới khiến ngọc vương hạo hồng cảm thấy khá ngoài ý muốn mau chóng ra ngoài bái kiến trưởng môn của tam đại phái cũng không nhiều lời mang tấu trương phản quân tới ném vào mặt hào hồng hỏi hắn chuẩn bị làm thế nào bây giờ cố viễn đạt lại dám làm phản sau khi hạo hồng xem thì kinh hãi nhưng ngoài ý muốn hơn là trưởng môn của tam đại phái lại cùng nhau chạy tới hỏi mình việc này nghĩ đến mật báo ở trong cung nói thân thể của phụ hoàng hiện giờ dường như đã xuất hiện vấn đề thì lập tức đoán được chút gì đó trong lòng âm thầm phấn chấn biểu hiện bề ngoài cũng không dám lộ ra chút đầu mối nào sau khi hơi cân nhắc thì cẩn thận đáp lời nói rõ công việc bình định lừa bịp một vài đại thần có kinh nghiệm già dặn trong triều e rằng hắn sẽ không làm được nhưng việc ứng phó với trưởng môn của tam đại phái vẫn dư sức ba vị trưởng môn nghe xong không tỏ thái độ gì vũ văn yên hỏi bên này điều động nhân mã hô diên vô hận ở tiền tuyến sẽ không có ý kiến gì chứ hạo hồng nhất thời nghiêm nghị ngôn từ chính nghĩa nói bình định há có thể có thành kiến ba vị trưởng môn cứ yên tâm đi ta là thân thích của thượng tướng quân thường âm thầm trao đổi với nhau nếu thượng tướng quân có ý kiến gì thì bản vương sẽ tự mình đưa tin trấn an nhất định không có việc gì ba vị trưởng môn nhìn nhau không nói hai lời lập tức bảo Hạo Hồng đưa tin triệu tập đại thần trong chiều chạy suốt đêm tới Ngọc Vương phủ nghị sự, thương nghị công việc bình định quân phản bội. Trưởng môn Tam đại phái muốn đích thân làm chỗ dựa cho Hạo Hồng ở hiện trường. Trời còn chưa sáng, anh Vương Hạo Chân còn đang ôm Thiệu Liễu Nhi ngủ ở trong phòng thì đột nhiên bị một tiếng đập cửa gấp gáp làm tỉnh dậy. Hai vợ chồng đều ngẩng đầu, Hạo Chân gào lên, "Người nào vậy?" Bên ngoài truyền đến tiếng của Sa Bất Trì, "Vương ra tỉnh dậy nhanh đi, việc gấp." Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một chút, trời còn đen, lúc này lại bị gọi dậy hạo chân lập tức ý thức được đã xảy ra đại sự lập tức vội vã ngồi dậy tùy tiện cầm cái áo khoác phi thân ra ngoài vừa ra khỏi cửa chỉ thấy xa bất trì của đại khư môn cao tiệm hậu của thiên hỏa giáo tạ long phi của huyền binh tông đều đến đông đủ vẻ mặt mỗi người đều cực kỳ nghiêm trọng ba người không để ý tới lễ nghi trực tiếp kéo hạo chân tới bên cạnh xa bất trì trầm giọng nói vương ra đại sự không ổn rồi tông môn của ba phái đã quyết định phù ngọc vương hạo hồng lên đại vị hai mắt của hạo chân dần chừng lớn ngay lúc này bên ngoài vương phủ vắng vẻ đột nhiên truyền tới một đợt huyên náo một tên tu sĩ hộ vệ lắc mình tới cấp báo vương gia bên ngoài có một đội nhân mã tới đã bao vây vương phủ rồi bao vây tình huống gì đây hạo chân và ba người xa bất chỉ đều kinh hãi trước tiên vội vã chạy tới cửa chính cửa mở ngoài cửa ánh lửa hừng hực một đội nhân mã vây chặt vương phủ đến mức không lọt một giọt nước nhìn qua là đại quân của kinh đô và hộ vệ của vùng lân cận hai tay kéo áo khoác ở đầu vai hạo chân đi xuống bậc thang quát lên các ngươi muốn làm gì một tên tướng tiến lên chắp tay nói anh vương điện hạ sắp tới kinh thành có điệp khấu của tấn quốc tàn sát bừa bãi vì bảo vệ sự an toàn của vương gia phụng ý chí của nhiếp chính vương mà tướng điều động nhân mã tới đây hộ vệ vương gia không cần lo lắng nhiếp chính vương hạo chân giận tím mặt quát lên nhiếp chính vương ở đâu ra tránh ra ta muốn tiến cùng gặp mặt bệ hạ một tên tu sĩ của huyền binh tông lộ diện trầm giọng nói vương gia xin tự trọng mời vào bên trong ăn giấc đợi ý chỉ của bệ hạ lúc này tạ long phi tiến lên lôi hạo chân một cái cũng quay đầu lại nói một câu xa bất chỉ cùng cao tiệm hậu lập tức tiến lên hai bên giữ cánh tay của hạo chân xa bất chỉ nói nhỏ vương gia không thể kích động được hai người gần như lôi hạo chân trở về lúc này tạ long phi mới tiến lên chắp tay nói với tu sĩ của huyền binh tông sư huynh xin nói thêm một bước hai người cách xa nhân mã đang bao vây xung quanh đến nơi hẻo lánh bên ngoài tạ long phi thấp giọng nói sư huynh rốt cục là có chuyện gì xảy ra thế tu sĩ của huyền binh tông thấp giọng nói tạ sư đệ tề quốc đã đổi chủ việc này ngươi không nên dính vào nữa đây là ý của tông môn cũng là ý của tam đại phái ta phụng pháp chỉ của trưởng môn để hành sự chờ một lúc tạ long phi hồi phủ ra lệnh cho hộ vệ trong phủ đóng cửa rồi vội vã đi tới chính sảnh gặp mặt đám hạo chân người sau đang chìm trong sự mơ hồ tình huống nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản. Tề Hoàng Hạo Vân Đồ có bệnh, dưới thế cục trước mắt Tam Đại Phái cảm thấy tinh lực của Hạo Vân Đồ không đủ nữa, đã không có cách nào khống chế thế cục trong ngoài đều khốn đốn nữa rồi. Cùng với việc đợi khi tình trạng cơ thể của Hạo Vân Đồ đột nhiên chuyển xấu dẫn tới lúc đó chờ tay không kịp, nội bộ tranh quyền của Chư Vương sẽ đại loạn, không bằng lấy thế nhanh như chấp ổn định cục diện nội bộ. Tam Đại Phái đã chọn Ngọc Vương Hạo Hồng tiếp vị, dưới sự ủng hộ của Tam Đại Phái, lại thêm tình trạng cơ thể của Hạo Vân Đồ, đại thần cả triều trên cơ bản đã ngả về phía Hạo Hồng rồi, người có dị nghị gì đều đã bị khống chế. Chương 2048, Nhiếp Chính Vương. Chỉ có điều Hạo Vân Đồ lại không chịu giao quyền, Hạo Hồng không có cách nào thuận lợi thượng vị, chỉ có thể tạm thời là Nhiếp Chính Vương. Hạo Hồng sợ chư vương tác loạn nên hạ lệnh đại quân ở kinh đô và vùng lân cận vây quanh các vương phủ, chính là tạm thời giam lỏng chư vương lại, nếu có vương gia nào dám xông ra ngoài, ý chỉ nói rằng giết không tha. Tướng lĩnh khống chế binh quyền của Kinh Đô và vùng lân cận của Hạo Vân Đồ cũng bị Tam Đại Phái nhanh chóng khống chế được, lúc này mới thuận lợi điều động nhân mã hộ vệ của Kinh Thành. Một nhóm thống lĩnh cấm quân trong cung thề tử chung với Hạo Vân Đồ đã bị huyết tẩy. Còn Hạo Hồng đã vào chiếm giữ chức vụ nhiếp chính vương của Hoàng Cung. Đây rõ ràng là mưu nghịch xoán vị, Hạo chân đập một quyền lên bàn, giọng căm hận không ngừng. Y đã ẩn nhẫn nhiều năm nhưng lại vì chuyện đột nhiên xảy ra, có thể nói là không kịp chuẩn bị chút nào, Y không chút cam lòng xa bất trì, cao tiềm hậu, tạ long phi cũng đều chán nản, tông môn đột nhiên đưa ra quyết định, trước đó không hề có dấu hiệu nào, bọn họ ngay cả cơ hội tranh thủ cũng không có. Quan hệ của bọn họ và hạo hồng là có phúc cùng hưởng có hòa cùng chịu. Bình thường bọn họ đã âm thầm, ở thời gian dài tranh thủ nhân tâm ủng hộ cho hạo chân trong tông môn, bây giờ tông môn đưa ra quyết định sau cùng, bọn họ có thể làm được gì đây? Có thể kháng mệnh bất tuân sao? Tam đại phái có thể chọn Ngọc Vương không phải là không có nguyên nhân, Phía sau Ngọc Vương có Hồ Diên vô hận tay nắm binh quyền, ở thế cục trước mắt, Tam đại phái sợ là cũng phải xem sắc mặt của Hồ Diên vô hận mà hành sự. Cao Tiệm Hậu ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, bất kể như thế nào, bọn họ dù sao cũng là đệ tử của Tam đại phái, còn có đường lui. Ánh mắt của Hạo Chân lóe lên, y thì không có đường lui, sinh tử sợ là phải phụ thuộc vào tâm tình của Hạo Hồng, sau này Hạo Hồng sẽ xử trí y như thế nào, trong lòng y căn bản là không rõ trời hơi sáng lên, trên dưới anh vương phủ lòng người bằng hoàng. Sau khi rửa mặt rồi ăn mặc chỉnh tề, thiệu liễu nhi xuất hiện, đã nghe nói tình huống bên ngoài, tiến vào sảnh chính, vẻ mặt lo lắng nói. Vương ra, xảy ra chuyện gì thế? Nhiếp chính vương, nhiếp chính vương gì? Ngoài phủ hô diên ra cũng có nhóm đông người vây khốn, một đám gia nô đã về hưu từ trong quân không chút sợ hãi cầm đau thương trong tay rằng co với đại quân ở trước cửa. Rõ ràng là nhân mã vây khốn người đông thế mạnh, nhưng đối diện với những gia nô giả dạ yếu này dường như cũng rất trột dạ, rõ ràng không đủ sức mạnh. Hạo Thanh Thanh bụng đã to tay cầm bảo kiếm đứng ở cửa kêu la om sòm. Tránh ra, ta muốn đi gặp phụ hoàng. Đại quân không chịu mở đường, Hạo Thanh Thanh nổi giận bá một tiếng rút kiếm ra. Có tránh ra hay không? Tướng lĩnh dẫn đầu trầm giọng nói. Công chúa, ngài đừng nên làm khó bọn ta, nếu dám xông ra, đừng trách bọn ta không khách khí. Vừa dứt lời, mấy lão nô nghe vậy giận tím mặt, cô đao nói. Phương giã, nghĩ tới lúc người dẫn ngựa dắt ngựa cho lão tử, lão tử đã từng bạc đãi ngươi chưa? Hôm nay người dám động vào tiểu chủ mẫu thử xem, xem ta có lột da của ngươi ra hay không? Thân sắc của tướng lĩnh dẫn đầu co lại, ánh mắt lướt một vòng đám người giả dạ yếu trước mặt, nhức đầu không thôi. Nếu thật sự làm loạn lên với những người này, sau này sợ rằng gã sẽ làm mất lòng người trong quân, khó mà đặt chân trong quân tề quốc nữa. Không khách khí, cầu vật, dám tác loạn đến tận cửa nhà ta hô diên Huy ở phía bên phải xông lên đạp một cước bịch tướng lĩnh dẫn đầu bị một cước đạp cho lảo đảo quay ngược lại bị một đám người ở sau lưng đỡ lấy mấy tên tu sĩ tiến lên ngăn cản trầm giọng nói hô diên uy không được cản dỡ hô diên Huy giống lên tam đại phái các người có bản lĩnh thì làm thịt ta đi bằng không hôm nay lão tử liền làm loạn cho các ngươi xem mấy tên tu sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lúc này ai dám giết con trai của hô diên vô hận ai dám động đến nếu thật sự động vào thì bên tông môn sẽ không biết ăn nói thế nào được tướng lĩnh dẫn đầu đứng thẳng ấn bụng một cái tiến lên ý bảo mấy tên tu sĩ lui ra tới trước người hô diên uy thấp giọng nói tiểu tướng quân hãy thông cảm cho sự khó xử của những kẻ dưới như bọn ta chúng ta cũng là thân bất do kỳ ngươi làm như thế này đi để một người đi ra ngoài âm thầm mua một con kim xí đưa tin với thượng tướng quân bên ta sẽ không kiểm tra cẩn thận đâu cục diện trước mắt chỉ có thượng tướng quân lên tiếng mới hữu dụng Người và ta đối mặt với tam đại phái cũng vô dụng thôi, bây giờ chỉ có thượng tướng quân mới có thể làm bọn đạo trích kinh sợ, duy nhất lời của thượng tướng quân mới có thể định càn khôn. Ánh mắt của Hồ Diên Uy lóe lên, đang lúc này, trên trán hạo thanh thanh toát ra mồ hôi lạnh, rốt cục không nhịn nổi nữa, tay bưng cái bụng to, dáng vẻ lung lay sắp đổ, kêu rên đau đớn. Cảnh tượng này nhất thời làm cho thế rằng co ngưng lại. Một bé gái cứ thế ra đời trong cục diện tề kinh loạn lạc này. Trong cung, Ngọc Phương, hiện tại là nhiếp chính vương hạo hồng đang ở trong điện lo nghĩ linh tinh. Bên này đã đưa tin cho bên Hô Diên vô hận rồi, đang đợi Hô Diên vô hận trả lời, cũng không biết thái độ của Hô Diên vô hận sẽ như thế nào. Phụ hoàng hảo vân đồ không chịu hạ chỉ cho Hô Diên vô hận, không chịu chỉ rõ cho Hô Diên vô hận là đã truyền ngôi cho hắn. Điều này làm hắn vô cùng bất an, trước đó nói vậy với trưởng môn của Tam Đại Phái nói chỉ là vì cậy có muội muội hạo thanh thanh làm chiêu bài khống chế những người già trong Hô Diên ra mà thôi, Nghĩ đến chuyện gạo nấu thành cơm khiến Tam đại phái đâm lao phải theo lao. Nhưng tình huống thực căn bản không được như thế, Hồ Diên gia luôn luôn duy trì một khoảng cách với hắn, nào có âm thầm liên hệ gì, cũng có thể nói là quan hệ song phương không được tốt lắm. Hắn biết rõ, Hồ Diên vô hận trong tay cầm binh quyền, thái độ của bên đó thế nào có liên quan tới sự sống chết của hắn. Một khi Hồ Diên vô hận không tán thành cho hắn lên chức thì kết quả của hắn sẽ là vạn kiếp bất phục. Lúc này căn cơ của hắn chưa ổn Tam đại phái có thể dìu dắt hắn, cũng có thể phế hắn đi. Tam đại phái khống chế cục diện nên có thể làm gì cũng được. Những hậu quả đó hắn đều biết, nhưng hắn không thể không mạo hiểm làm như vậy, giả sử hắn không làm như vậy, chỉ sợ tam đại phái sẽ lập tức dìu dắt người khác, như vậy người hiện tại bị giam lỏng chính là hắn. Mà hắn thân là người cạnh tranh tiềm năng nhất cho ngôi vị hoàng đế, người thượng vị há có thể lưu lại hậu họa như hắn được. Trong thời khắc quyết định tính mạng đó, hắn đang đánh cuộc, đang đánh cuộc mạng của mình đang đánh cuộc sau khi gạo nấu thành cơm, Hồ Diên vô hận không thể không suy tính vì đại cục. Nhiếp chính vương, nhiếp chính vương, tin vui, tin vui đây. Một tên thái giám đột một vội vã chạy tới. Hạo hồng mừng rỡ, vội vàng hỏi, có chuyện gì vui mừng thế? Vẻ mặt thái giám là nụ cười nịnh nọt, là công chúa, công chúa sinh rồi, công chúa gả cho Hồ Diên ra đã sinh một bé gái cho Hồ Diên ra rồi. Hạo hồng sừng sốt, hoài nghi nói, không phải còn xa mới tới kỳ sinh sao, tại sao lại đột nhiên sinh sớm như vậy? Thái giám trần trừ nói, hình như là lúc hô diên ra bị bao vây, công chúa nói qua nói lại vài câu với nhân mã vây khốn dẫn tới động thai khí, vì vậy mới sinh non. Cái gì, hạo hồng suýt nữa thì sợ tới mức hồn phi phách tán, giờ đang là lúc nào? Chính là lúc tính mạng phụ thuộc vào tay hô diên vô hận, Lúc này nếu bởi vì hắn làm cho tôn nữ của Hô Diên vô hận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một khi chọc giận Hô Diên vô hận, hậu quả khó mà lường được chương 2049, BI-1. Đại hỷ, chuyện này thì đại hỷ cái gì? Còn chưa tỉnh hồn, Hạo Hồng đã đạp một cước làm tên thái giám lăn trên mặt đất, ruồng chân điên cuồng đá. Tên cầu nô tài, ai cho các người dám làm công chúa hoảng sợ? Tên thái giám kêu rên thảm thiết, thở hồng hộc dừng chân lại, Hạo Hồng phục hồi lại tinh thần, hỏi tiếp. Em bé sinh non đang trong tình trạng cơ thể như thế nào? Tên thái giám bỏ quỳ trên mặt đất mặt mũi đã bầm dập, miệng mũi đều chảy máu. Tình huống cụ thể thì không biết, Hồ Diên gia không cho người ngoài đi vào. Hạo Hồng giống lên, còn không mau mời pháp sư của Tam đại phái phái tới xem thử. Nếu cháu ngoại gái của Bản Vương xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Bản Vương sẽ lăng trì xử tử ngươi. Hiện nay tu sĩ của Hồ Diên gia đều bị Tam đại phái cưỡng chế điều đi, chính là vì sợ Hồ Diên gia có lực ảnh hưởng quá lớn với quân đội, không muốn cho Hồ Diên gia có cơ hội nắm giữ quân coi giữ kinh thành. Tên thái Giám bị dọa đến mức té đi. Bốp, một cái bà tai vang lên. Sau tiếng vang đó, hoàng hậu ngã xuống đất, bụng mặt khóc. Bộ tầm đỡ hạo vân đồ thở hồng hộc, dường như trong một đêm đã giả đi rất nhiều, cả người muốn di chuyển cũng vô cùng phí sức. Hoàng hậu quỳ bò tới bên cạnh ông ta, ôm lấy bắp đùi của ông ta, ngẩng đầu khóc không ra tiếng. Bệ hạ, Hồng Nhi cũng không muốn hành động lớn như thế này, nhưng Hồng Nhi cũng không có biện pháp nào khác, nó cũng không dám đối nghịch với tam đại phái. Bệ hạ, cho dù ngài không suy nghĩ cho Hồng Nhi cũng phải suy nghĩ cho thiên hạ của Tề Quốc chứ, ngài hãy hạ chỉ nói cho Thượng tướng quân đi. Có một vài thứ có thể đoạt, ngôi vị Hoàng đế có thể tranh đoạt, thì ấn của Hoàng đế có thể đoạt, ngay cả chuyện bộ tầm khống chế hiệu sự đài cũng bị tước đoạt trong một đêm, nhưng ai cũng không có cách nào ép Hạo Vân Đồ hạ chỉ truyền ngôi, Hạo Vân Đồ dẫu có chết cũng không theo. Nếu Hạo Vân Đồ không làm như vậy, hậu quả có phần nghiêm trọng, một vài đại thần trong triều thì dễ xử lý, chẳng qua là đổi lại một người thức thời thế thân là được nhưng mà bên hô diên vô hận thì không dễ làm. Giả sử hô diên vô hận không theo cũng có thể tùy tiện thế thân sao. Lúc này động vào hô diên vô hận, quân tâm của tề quốc sẽ mất sạch. Ổn định hô diên vô hận liền ổn định được quân tâm của tề quốc, cục diện sẽ được duy trì tiếp. Cho nên trưởng môn của tam đại phái khuyên, nhưng Hảo vân đồ lại không đồng ý. Ngay cả trưởng môn của tam đại phái cũng không khuyên được, hạo hồng khuyên cũng không được, thậm chí còn không dám tới gặp Hảo vân đồ nếu hắn tới chỉ càng làm hạo vân đồ tức giận hơn cuối cùng nữ nhân là hoàng hậu tới chạy tới giúp con trai nói chuyện chỉ cần con trai thượng vị bà ta chính là hoàng thái hậu của tề quốc rốt cuộc cũng không cần tranh thủ tình cảm với nữ nhân trong cung nữa ngay cả hoàng đế gặp bà ta cũng phải chào hỏi đã đến mức này rồi bà ta cũng không thể không tới tranh thủ cho con trai một khi thất bại có ai buông tha cho con trai bà ta được đừng nói là con trai của bà ta một khi để Hạo Vân Đồ lần nữa nắm quyền trong tay hoặc đổi lại một người khác thượng vị, vị hoàng hậu như bà ta chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ trở thành phế hậu. Bà ta đã lăn lộn cả đời ở hậu cung, không thể nào chấp nhận hậu quả như vậy được. Người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, bà ta biết rõ những tiện nhân trong hậu cung kia nếu thật sự muốn bỏ đá xuống giếng thì còn độc ác hơn so với nam nhân đánh đánh giết giết kia nhiều, ngẫm lại mà sợ run lên. Vì vậy, chịu một cái tát thì sao chứ? Chỉ cần hoàng đế bằng lòng hạ chỉ truyền ngôi, phải chịu 10 cái tát, trăm cái tát thì bà ta cũng cam tâm tình nguyện. Nếm trải đau khổ mới có thể đứng trên vạn người. Sợ, Hạo Vân Đồ bưng nửa mặt ngửa đầu lên trời cười ha ha, cười buồn, cười đến nỗi ho khan, sau khi bộ tầm đỡ, dừng ho lại mới cúi người bấm lên ót của hoàng hậu bẻ ra sau, tùy tiện nói: "Đức không xứng vị, cả gan mưu nghịch, bây giờ biết sợ rồi sao? Tiện nhân, có muốn biết chấm sẽ bảo thượng tướng quân xử trí các người thế nào hay không?" Bệ hạ, Hoàng hậu bị ông ta đe dọa tới kinh hồn táng đảm, dên rỉ nói. Bệ hạ nên suy nghĩ vì đại cục, cút, Hạo Vân Đồ dùng một cước đá văng bà ta, bàn chân ngoan độc, bộ tầm đỡ Hạo Vân Đồ cũng không ngăn cản. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy không thể không gặp chuyện không may, tu sĩ phía ngoài rốt cục cũng xông vào, vội vàng lôi hoàng hậu đi. Thở hồn hển, Hạo Vân Đồ cũng được đỡ nằm xuống, nằm trên ghế nằm, đợi sau khi bình ổn hơi thở xong chợt thấp giọng nói. Còn biện pháp khác liên lạc với thượng tướng quân không? Vẻ mặt của Bộ Tầm hơi khó coi, cúi người thấp giọng nói bên tai. "Bệ hạ, chúng ta đã bị cô lập, ngay cả đôi câu vài lời cũng không truyền ra ngoài được. Bệ hạ có lời gì thì cứ nói cho lão nô, trong cung này còn có người của lão nô, lão nô sẽ tìm cơ hội thử xem." Hạo Vân Đồ trầm mặc một lúc, cuối cùng khẽ lắc đầu nói. "Quên đi, vô dụng thôi, đại thế đã mất, chấm không giữ được thượng tướng quân." Bộ Tầm cả kinh, "Bệ hạ, ý của ngài là thượng tướng quân cũng sẽ phản bội ngài?" hay là nói sợ là những người ở bên ngoài dùng vợ con của thượng tướng quân làm con tin để áp chế thượng tướng quân. Hạo Vân Đồ lẩm bẩm, thượng tướng quân ngồi trên thiết huyết ngựa chiến cả một đời, là trụ cột của đại tề ta, giết từ trong núi thây biển máu mà ra, chỉ có con tin há có thể áp chế được hắn, chắc chắn sẽ không bởi vì người nhà mình mà liên lụy tới tướng sĩ. Nếu thực có can đảm làm như vậy thì chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình. Tên nghịch tử Hạo Hồng không dám, tam đại phái cũng không dám. Bộ tầm vậy là sẽ phản bội ngài. Phản bội, Hạo Vân Đồ hơi lắc đầu, trước kia nếu không bước bách hắn, hắn sẽ không chịu cho con trai cưới Thanh Thanh, hắn vẫn có ý định giữ khoảng cách với hoàng thất, không muốn ngả về phía hoàng tử nào, không muốn trở thành lợi khí để tranh quyền đoạt lợi, cũng không muốn trở thành công cụ giết người trong tay chấm. Hắn là thượng tướng quân của đại tề, không phải là thượng tướng quân của riêng người nào, ai làm hoàng đế đối với hắn cũng không có gì quá quan trọng. Trước mắt, thế cuộc này nếu hắn ủng binh đối kháng, chỉ sợ tề quốc sẽ đại loạn. Bộ Tầm Hiểu suy nghĩ vì thế cục, Hồ Diên vô hận sẽ thuận theo quyết định của Tam đại phái, nói cách khác, Bệ hạ không còn cách nào lần nữa nắm giữ quyền thế trong tay, tinh thần ông ta cũng trở nên chán nản. Hoàng hậu không khuyên nổi sao? Vũ Văn Yên hỏi một câu, một tên đệ tử lắc đầu, Vô dụng, còn bị ông ta đánh bị thương, Vũ Văn Yên phất tay, ý bảo đệ tử lui xuống. Ở một bên, một tên văn thư rốt cục đã bắt trước xong bút tích của Hạo Vân Đồ sau khi thổi khô thì hai tay dâng lên cho trưởng môn của tam đại phái kiểm tra. Ba vị trưởng môn nhận lấy nhìn qua, bắc huyền e hèm, gật đầu nói. Chữ viết quả nhiên là giống nhau như đúc, dùng tì ấn nữa là đủ để lừa được rồi. Tam thiên lý khẽ ai một tiếng, thở dài nói. Chiếu thư truyền ngôi trước tiên tạm gác lại làm dự bị, chỉ mong các trưởng lão ở tiền tuyến có thể thuyết phục được hô diên vô hận. Vũ Văn Yên và Bắc Huyền nhìn nhau, đều hiểu ý của y, thật ra chiếu thư truyền ngôn này chưa chắc cần Hảo Vân đồ tự tay viết, chỉ cần đại thần trong triều nói là thật, trên dưới tề quốc đương nhiên sẽ cho là thật. Then chốt vẫn là bên hô diên vô hận, chiếu thư giả bắt trước giống hơn nữa cũng không có tác dụng gì, hạo vân đồ đang yên lành đột nhiên chuyển ngôi, chuyện lớn như vậy, sao hô diên vô hận có thể tin vào một tờ chiếu thư được, nhất định phải chờ xác nhân chân tướng chuyện đó. Loạn tượng kinh thành há có thể giấu được thủ hạ của hô diên vô hận, cũng chính là nhân viên điệp báo quân tình. Trường 2050, BI 2 hiện tại phải xem thái độ của hồ diên vô hận ở tiền tuyến thế nào nếu hồ diên vô hận không chịu chống lưng cho hạo hồng thì chiếu thư truyền ngôi này sẽ không tiện để lộ ra ngoài một khi phát chiếu thư còn đổi ý nữa thì đến lúc xong việc sẽ phiền toái chuyện như này không phải một trò đua vốn dĩ bên này muốn hỏi thái độ của hồ diên vô hận xong mới quyết định nhưng suy nghĩ một chút thì cũng không cần thiết phải hỏi khẳng định là không được hồ diên vô hận sao có thể dễ dàng làm phản thần được có một số việc nghĩ thì dễ một khi động thủ mới phát hiện ra không nhẹ nhõm như trong tưởng tượng. Hoàng hậu xuất cung rồi đi thẳng tới phủ đệ của Hô Diên gia, trên danh nghĩa là thăm hỏi nữ nhi mới sinh nở, thật ra là muốn gặp mặt Hô Diên Uy. Đây cũng là ý của nhi tử Hạo Hồng, hy vọng mẫu thân có thể trực tiếp hạ thủ từ Hô Diên gia. Không khuyên được trưởng phu, hoàng hậu liền chạy tới khuyên con rể, khẩn cầu con rể nể tình người một nhà mà đưa tin cho Hô Diên vô hận, hỗ trợ khuyên bảo. Dù cho khuyên không được, cũng hy vọng Hô Diên vô hận đừng nên sằng bệnh lúc này ổn định được hô diên vô hận thì sẽ chiến thắng tất cả. toàn bộ kinh thành đột nhiên bị giới nghiêm khiến lòng người trên dưới kinh thành đều bàng hoàng. thật sự là kịch biến tới quá đột nhiên, trước đó cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào. vô tâm lặng im ở trong đình viện, sau nghi nghe bẩm báo thì chợt hỏi, anh vương phủ cũng bị bao vây sao? quách man gật đầu, cũng bị bao vây, chỉ có điều tạm thời không sao cả, người chỉ tạm thời bị vây trong phủ mà thôi. vô tâm hơi cúi thấp đầu, theo dõi kỹ cho ta nếu có khác thường lập tức nói cho ta biết, nhan bảo như ở một bên không nhịn được mà thổn thức lắc đầu. Chuyện tranh quyền đoạt lợi này thật đúng là đáng sợ, ngày hôm qua vẫn là hoàng đế tay nắm đại quyền sinh sát cao cao tại thượng trong tay, chỉ trong chớp mắt đã rơi vào tình cảnh khác một trời một vực, cuộc sống thay đổi nhanh tới mức chóng mặt. Trong quân trướng, ngồi sau án kiện, hai tay hô diên vô hận cầm thư của nhiếp chính vương kiểm tra, đôi mắt hổ ẩn chứa uy thế. Tóc của ông ta đã hơi bạc, Người cũng có vẻ già đi không ít, đối mặt với thế cục bất lợi lo lắng hết lòng, đã từ lâu bề ngoài bị ảnh hưởng cũng khó mà tránh được. Đám trưởng lão của Tam đại phái bên dưới đều đang cẩn thận từng ly từng tí chú ý tới phản ứng của ông ta. Xem xong thư, Hồ Diên vô hận từ từ nói, bản soái rời xa kinh thành, kinh thành lại trở nên càng lúc càng náo nhiệt rồi, chuyện ly kỳ gì cũng có thể xảy ra, không thể tận mắt chứng kiến thật sự là tiếc nuối. Nhiếp Chính Vương, hay cho một tên Nhiếp Chính Vương, ầm, um, một tiếng vang dội. Hồ Diên Vô Hận đột nhiên vô án, gương mặt giận dữ khó kiềm chế được. Sau một tiếng này, trưởng lão của Tam đại phái suýt bị dọa sợ giật mình, liếc nhìn nhau một cái. Cảm giác kinh sợ đột nhiên tới này cũng đã được trải qua không ít trong đại điện nghị sự của tông môn, bây giờ lại bị Hô Diên Vô Hận dọa cho hết hồn. Chỉ có điều lúc này trên người Hồ Diên Vô Hận đột nhiên tỏa ra khí thế tức giận khó kiềm chế được đích xác là vô cùng khiếp người. Uy thế nóng giận máu chảy thành sông này là uy thế thiết huyết không thấy được trên người tu sĩ trưởng lão của huyền binh tông vội ho một tiếng không biết có chuyện gì khiến thượng tướng quân tức giận như vậy mắt hô diên vô hận đảo qua ba người hừ lạnh nói chỉ là một phong thư đột nhiên tới mà thôi lại khiến ba vị trưởng lão cùng nhau chạy tới quan sát ba vị trưởng lão lại muốn nói trước đó không biết chuyện gì hay sao nếu như ba vị trưởng lão coi ta là kẻ ngu thì không còn gì để nói một phong thư bình thường mà thôi mời ba vị trưởng lão trở về đi lời nói này làm ba vị trưởng lão nhất thời lúng túng còn muốn biết thái độ của ông ta như thế nào, sao trở về được. Chuyện đó, trưởng lão của thiên hỏa giáo do dự, cuối cùng lại than thở. Việc đã đến nước này, cũng không có gì che giấu nữa, thư của Ngọc Vương, nói vậy thượng tướng quân cũng đã nhìn thấy, thế cục đã như vậy, không biết thượng tướng quân thấy như thế nào, thượng tướng quân không ngại thì nói một lời cho rõ ràng, bọn ta cũng tiện báo cáo lên tông môn. Ừm, trưởng lão của đại khư môn và trưởng lão của huyền binh tông đều gật đầu, Hồ Diên vô hận chậm rãi đi ra khỏi trường án, đi tới trước mặt ba người, từng bước ép tới. Đây là có ý gì? Ba vị trưởng lão nhất thời không biết nói gì, cứng rắn chịu đựng cũng không phải, bị Hồ Diên vô hận bước cho lui lại từng bước. Sau khi đụng phải giá binh khí phía sau thực sự là không lùi được nữa, trưởng lão của thiên hỏa giáo không thể làm gì khác hơn là đưa tay ấn lên ngực Hồ Diên vô hận ngăn cản. Xin thượng tướng quân tự trọng, ông ta vừa ra tay, cha hổ bỗng nhiên xuất hiện quỷ mị từ hư vô, tóm lấy tay của ông ta hồ diên vô hận khẽ nâng tay ý bảo cha hổ lui ra ta thấy thế nào có quan trọng không tam đại phái cao cao tại thượng há lại cho bọn đạo trích ta nhiều lời nếu lão phu không đoán sai sợ rằng bệ hạ đã bị tam đại phái giam lỏng rồi ngay cả bệ hạ nói phế liền bị phế ta là cái thá gì chứ nếu như sợ ta làm sằng bậy thì cũng đơn giản thôi các người cứ bắt ta lại là được sẽ thoải mái bớt việc bao nhiêu đó trưởng lão của đại khư môn tận tình khuyên bảo thượng tướng quân bất giận không đến mức đó Thượng tướng quân là trụ cột của quốc gia, ai dám động tới thượng tướng quân, ta là người đầu tiên không đồng ý. Chỉ có điều thượng tướng quân nên lấy đại cục làm trọng. Nếu có ai dám không coi trọng đại cục, ta cũng là người đầu tiên không đồng ý. Hồ Diên vô hận, các ngươi còn biết cái gì là đại cục sao? Hiện tại là lúc nào, các ngươi lại dám làm ra chuyện lâm trận đổi xoái, không biết đây là tối thị của binh ra sao? Trưởng lão của huyền binh tông, thượng tướng quân, thân thể của bệ hạ thật sự là không chịu nổi gánh nặng nữa rồi hồ diên vô hận phe phẩy đầu tóc bạc vẻ mặt bi ai bi thống nói vậy cũng không thể làm như thế được giữa lúc cần đồng tâm hiệp lực chống lại xâm lược thân thể bệ hạ không ổn thì nên triệu tập các hoàng tử đồng lòng dùng sức hiệp trợ bệ hạ giải quyết đại cục mới đúng phía sau các hoàng tử đều có thế lực và các triều thần ủng hộ riêng ngoài sáng trong tối đã ngầm phát triển tiềm lực không thể đánh giá thấp được nhưng thế cục này có thể lấy hư danh làm ngồi tam đại phái có thể dùng ngôi vị hoàng đế để sử dụng các hoàng tử chỉ cần Tam đại phái công khai nói rõ, ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về người nào thắng là được, các hoàng tử sao có thể không liều mạng một phen chứ? Trên dưới đồng tâm, Đại quốc Minh mông sợ gì nội bộ phản bội. Nhưng các người thì sao? Các người đang làm gì? Các người tự tạo ra nội loạn, tự loạn